Các bạn thân mến, chuyện đến khoảng này chữ nằm trong hình nhiều kinh khủng, 40 tấm hình trên 40 chương. Cho nên chuyện không ra nhanh được, mong anh em thông cảm. Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 47. Kiểu thực lực này của Tây Môn Phong Vân, thì dựa vào thực lực của Tô Thương thì hoàn toàn không thể nào giết hại được. Nhưng anh ấy lại chọn Tây Môn Long Ngâm ra tay, mục đích là vì căm ghét Tây Môn Phong Vân. Khi Tây Môn Phong Vân thế hệ sau do chính mình nuôi dạy, lại muốn ra tay giết mình, tất nhiên sẽ rất khó chịu phải không? Năm đó ông ta phản bội Tô Vô Kỵ, bây giờ phải cho ông ta nếm thử mùi vị bị người khác phản bội. Lão Tổ. Lúc trước Tây Môn Long Ngâm vô cùng hung hăng, nhưng khi thấy Tây Môn Phong Vân, thì lại có chút sụt rè. Từ trước đến nay, địa vị của Lão Tổ Tông trong lòng anh ta vô cùng cao quý. Bây giờ trong nháy mắt bảo anh ta phản bội thì không thể nào mà ra tay được. Tây Môn Long Ngâm, mày được lắm. Tây Môn Phong Vân nhìn về phía Tây Môn Long Ngâm, nhếch miệng lên, không vui vẻ gì, thản nhiên nói, chuyện xảy ra ngày hôm qua, tao đã nghe nói rồi, vì muốn có được quà tặng sau khi khởi động cải biến giới luyện võ, nên mày đã lựa chọn phản bội gia tộc Tây Môn. Ha ha ha, thú vị đấy, hơn 100 năm trước, tôi vong ân phụ nghĩa phản bội sư tôn. Bây giờ, thế hệ sau của tôi lại phản bội tôi, đây đúng là luật nhân quả mà. Tây Môn Phong Vân lắc đầu cười, nhưng không thể hiện ra dáng vẻ tức giận. Ngay sau đó, Tây Môn Phong Vân nhìn về phía Tô Thương, nói ra, Tô Thương, chuyện đã đến nước này, cậu hoàn toàn không có năng lực tiêu diệt gia tộc Tây Môn đâu. Năm đó hành vi của tôi, đã rõ như ban ngày trong giới luyện võ, tôi cũng không cầu xin cậu điều gì, hôm nay gia tộc Tây Môn của tôi. Tất cả sẽ chết. Tây Môn Phong Vân nhắm mắt hờ lại, chăm chú nhìn Tô Thương, nói tiếp, nhưng, Tô Thương, đừng để Tây Môn Long Ngâm ra tay, tôi biết thực lực của cậu, linh khí trong cơ thể rất thâm hậu, dù mới bước vào cảnh giới trúc cơ, nhưng cũng có thể ngang hàng với tôi. Hay là hai chúng ta so tài một trận, cậu tự mình báo thù, dù sao cũng thoải mái hơn là thông qua người khác phải chứ? Tây Môn Phong Vân bỗng nhiên nói. Ha ha, ông! Tưởng là tôi không dám sao. Tô Thương nghe vậy, lập tức tiếp nhận ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, liền tiến về phía trước một bước. Vèo. Sau một lúc, khí tức của hai người va chạm vào nhau, bụi bẩn trên nền đất ở hiện trường bay loạn hết lên, sức chiến đấu vô cùng căng thẳng. Theo như Tô Thương thấy thì trên núi Côn Luân, người mạnh nhất, không ai qua được Tây Môn Phong Vân. Nhưng, Tây Môn Phong Vân chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Không phải cảnh giới giả đan, đương nhiên là Tô Thương sẽ không sợ. Mấy người mà Tô Thương đưa đến, hoàn toàn có thể khống chế được toàn hiện trường. Ban đầu Tô Thương định để Tây Môn Long Ngâm ra tay, phế bỏ tu vi của Tây Môn Phong Vân trước, sau đó tự mình sẽ giết ông ta. Nhưng nếu Tây Môn Phong Vân đã mở lời, hơn nữa sau khi Tô Thương đặt chân đến trúc cơ, cũng chưa từng chiến đấu thực sự bao giờ, bây giờ lại đồng ý yêu cầu của Tây Môn Phong Vân. Tây Môn Long Ngâm ở bên cạnh thấy vậy, bỗng thở dài một hơi, rồi lui về đằng sau. Nói thật thì, dựa vào thực lực của anh ấy, thì chẳng có gì phải e ngại Tây Môn Phong Vân cả, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại Tây Môn Phong Vân. Nhưng Tây Môn Long Ngâm cũng không đều tính như vậy, bình thường Lão Tổ Tông đối xử với anh ta cũng không tệ, nên anh ta có chút do dự không ra tay được. Lúc trước vì nịnh nọt Tô Thương, nên anh ta mới nói ra được những câu như thế kia. Bây giờ Lão Tổ Tông đứng ở trước mặt anh ta, đương nhiên anh ta sẽ cảm thấy khó xử rồi. Tô Thương đồng ý với yêu cầu của Lão Tổ Tông, Tây Môn Long Ngâm thuận nước đẩy thuyền, lùi về phía sau một bước. Nhưng lúc này, Đoàn Khánh Sinh đứng ở bên cạnh Tô Thương, khẽ nói, cậu chủ, cậu vừa đặt chân đến trúc cơ, mà Tây Môn Phong Vân đã là trúc cơ đỉnh phong rồi, cậu chưa chắc là đối thủ của ông ta đâu, hay là để thuộc hạ đi. Không cần. Tô Thương lắc đầu nói, tôi muốn hoạt động gân cốt một chút, trúc cơ đỉnh phong thôi mà, tôi không thèm để tâm đâu. Cái này, Đoàn Khánh Sinh nghe vậy, liền gật đầu, rồi lui qua một bên. Nhưng anh ấy không hề coi thường, mà chính là đang cảnh giác quan sát xung quanh, nếu như Tô Thương gặp nguy hiểm, thì anh ta sẽ ra tay trước. Tô Thương, cậu được đấy, thế mà lại dám đấu một với một cùng tôi, ha ha, can đảm lắm. Sư tôn có một đứa thế hệ sau như vậy, đúng là vinh dự của ông ấy. Tây Môn Phong Vân thấy vậy, để lộ ra một nụ cười,
sau đó giọng điệu bỗng đổi thành giọng lạnh lùng, ánh mắt trầm tư nói, nhưng, giao đấu với tôi, thì lựa chọn này của cậu, cũng không sáng suốt lắm đâu nha, trúc cơ sơ kỳ, làm sao mà đánh thắng được trúc cơ đỉnh phong chứ? Huống hồ, cứ coi như cậu có thể chiến đấu một cách kinh khủng, thì cũng chỉ là kiểu trúc cơ đỉnh phong bình thường, nhưng tôi, sao lại là trúc cơ đỉnh phong được chứ? Tây Môn Phong Vân lạnh lùng cười nói, thực sự không dám giấu giếm, tôi ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, có thể đánh 5 người một lúc, thậm chí nhất chuyển giả đan, cũng chưa hẳn là đối thủ của tôi. Ha ha, nói lắm quá, ra tay đi, Tô Thương lạnh lùng nói. Được, nếu cậu đã vội vàng muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu, dù sao gia tộc Tây Môn tôi, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết, nhưng có thể kéo theo cậu làm tấm đệm lưng, cũng đáng đấy. Tây Môn Phong Vân cười lớn, sau một lúc liền bay về phía Tô Thương, linh khí tỏa ra xung quanh người. Hỗn Nguyên Thần Công. Tây Môn Phong Vân, vừa ra tay đã dùng Hỗn Nguyên Thần Công. Đây vốn là một trong những thập đại cổ tộc, là bí quyết thất truyền của gia tộc Đoan Mộc, hơn 100 năm trước, đã bị Tô Vô Kỵ cướp đi, rồi được giữ lại ở núi Côn Luân, sau này được người khác thay đổi thành Hỗn Nguyên Thần Công để người luyện võ cũng có thể tu luyện được. Nhưng ban đầu Hỗn Nguyên Công Pháp, đã tồn tại ở núi Côn Luân, do Tây Môn Phong Vân tu luyện, đó chính là Hỗn Nguyên Công Pháp. Xem trong tay tôi, cậu có thể chịu được mấy hiệp. Tô Thương thấy cảnh tượng này, thì chẳng sợ sệt gì cả, mà thi triển Cửu U Trấn Ngục Quyết ngay lập tức, tiếp nhận lấy đòn tấn công của Tây Môn Phong Vân. Trong chốc lát, hai người đánh nhau qua lại mấy chiêu, bất phân thắng bại. Sau đó liền ra tay liên tục. Tố chất của Tây Môn Phong Vân thì không có gì phải nghi ngờ, ông ta đã tu luyện Hỗn Nguyên Công Pháp ở ngưỡng đỉnh cao rồi, khi ra tay thì uy thế ngút trời. Trạng thái hiện tại của Tây Môn Phong Vân cũng chẳng có gì bất ngờ xảy ra, bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể bước được vào cảnh giới kết đan được. Nhưng rất kỳ lạ, ông ta không đi theo con đường cảnh giới giả đan, mà một mực muốn chèn ép cảnh giới của mình xuống thấp đi. Do đó, thực lực của Tây Môn Phong Vân, có thể nói là mạnh vô cùng, nhất chuyển giả đan, chưa chắc là đối thủ thực sự của ông ta. Còn Tô Thương, đương nhiên cũng không phải người yếu, Cửu U Trấn Ngục Quyết là công pháp vô địch khiến các đại tiên đế nhớ đến. Lại thêm Bách Thế Luân Hồi Quyền, Thủy Long Thuật của Tô Thương, cho nên dù anh ấy chỉ vừa bước đến cảnh giới trúc cơ, nhưng cũng không hề thấy sợ hãi Tây Môn Phong Vân, có thể ăn miếng trả miếng được với đối phương. Thậm chí có khi còn điều khiển được cả cục diện trận đấu. Thực lực của cậu chủ. Cách đó không xa, nhìn lấy hai người đang chiến đấu, Ali không nhìn được mà thầm nghĩ, mạnh thật đấy, mình cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy, chẳng trách lúc trước có nhắc đến việc đánh cược với mình. Không được, mình nhất định phải xuất hiện ở trước mặt cậu chủ, đặt chân đến cảnh giới kết đan, nếu không sẽ không có sức mạnh để bảo vệ cậu chủ đâu. Ali lẩm bẩm một mình. Rồi hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này, đều là cô ấy bảo vệ Tô Thương, Ali rất hưởng thụ loại cảm giác được Tô Thương cần đến này. Nhưng bây giờ, Tô Thương đã thăng cấp đến trúc cơ, thực lực cũng không kém gì cô ấy, điều này cũng khiến Ali cảm thấy hơi khó xử. Cho nên, cô ấy đã quyết tâm phải mạnh lên, chỉ có như vậy, mới có thể giống như hồi trước đây, tiếp tục bảo vệ được Tô Thương, tiếp tục được Tô Thương cần đến. Chấm chấm chấm. Ngay lúc Tô Thương giao đấu với Tây Môn Phong Vân, thì có một bóng dáng của một người già vụt qua, xuất hiện ngay dưới núi Côn Luân. Người này là một bà lão, hơn 70 tuổi, tóc bạc phơ, da mặt nhăn nhúm lại, người thì còng, nhìn qua có vẻ như khá yếu ớt. Bà ấy chính là dì Phù. Hôm qua sau khi cải biến giới luyện võ, dì Phù cũng không tham gia lễ hội của võ đang cổ trấn, mà tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Lúc đó trên người dì ấy có vết thương, khi Tô Thương trị thương xong, thì hồi phục rất nhanh, nên không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện cả. Dì Phù là đệ tử của Tô Vô Kỵ, vốn dĩ có thể tiếp xúc với hệ thống tu chân, nhưng lại lựa chọn luyện võ. Bà ấy có một tình cảm nồng nàn đối với luyện võ, tốc độ tu luyện thậm chí còn vượt qua cả Tây Môn Phong Vân. Dì Phù là đệ tử cuối cùng của Tô Vô Kỵ, trong số 10 vị đệ tử lớn, bà ấy là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng hơn 100 năm trước, thực lực của bà ấy không kém gì Tây Môn Phong Vân. Cũng là chính vì vậy, dì Phù mới có cơ hội cứu Tô Kiền Khôn, bảo vệ huyết mạch của nhà họ Tô. Hơn 100 năm sau,
cảnh giới của Dì Phù đã dừng lại ở võ thần lục địa đỉnh phong. Cũng không phải bà ấy không có năng lực đột phá đến bước kế tiếp, mà chính là sau võ thần lục địa, thì hệ thống luyện võ không có cấp bậc nào khác nữa. Từ hôm qua đến nay, sau khi cải biến giới luyện võ, thì con đường của hệ thống luyện võ đã được thông suốt rồi. Cảnh giới võ tôn, võ thánh, võ thần chân chính. Có thể thông qua rồi, vậy thì càng đơn giản rồi. Dì Phù bế quan tu luyện, hậu tích bạc phát, thời gian chỉ vẻn vẹn đúng một đêm, mã đã đặt chân đến cảnh giới vũ tôn rồi. Hậu tích bạc phát nguyên là câu quân tử hậu tích nhi bạc phát. Trong giá thuyết tống trương hổ của Tô Đông Pha có câu, bác quan nhi ước thủ, hậu tích nhi bạc phát. Y nói rằng, đọc sách nhiều đến đâu cũng chỉ có thể chắt lọc tinh hoa mà giữ lại, tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một. Đồng thời, ở cảnh giới võ tôn, tiếp tục đột phá, thăng cấp lên võ tôn trung kỳ, rồi tiến đến võ tôn hậu kỳ. Võ tôn hậu kỳ, có thể so sánh với kết đan hậu kỳ, các thực lực khác. Còn vượt qua cả tây giao của cảnh giới giả đan lục chuyển. Đây mới thật sự là một bước lên tiên. Sau khi thăng cấp, Dì Phù nhận được tin tức, biết Tô Thương đang đến báo thù ở núi Côn Luân, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng chạy đến. Dựa vào thực lực võ tôn hậu kỳ của bà ấy, phóng vèo một đường thẳng, tốc độ nhanh đến đáng sợ, đến lúc này cũng đã đến kịp lúc. Núi Côn Luân, hơn 100 năm rồi tôi chưa từng đến. Thật là nhớ khoảng thời gian năm đó tu luyện cùng các vị sư huynh, khi đó chẳng cần phải lo lắng gì cả, trời sập, đã có sư tôn chống đỡ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, thật là nhớ khoảng thời gian đó quá. Dì Phù đứng ở dưới núi Côn Luân, nhìn qua dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ của ngọn núi, không nhìn được liền cảm thán, ôi, đáng tiếc thật, khoảng thời gian trước, vĩnh viễn đã không trở lại được rồi. Nhưng, dáng vẻ lúc mình còn trẻ, lại quay về được. Bây giờ cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, để mình lấy lại dáng vẻ đẹp nhất của bản thân, rồi quay lại núi Côn Luân đi. Sau khi tự lẩm bẩm một lúc, xung quanh người Dì Phù có một hào quang lấp lánh, chân khí màu bạc tỏa ra khắp xung quanh. Đợi ánh sáng tan bớt đi, cơ thể gì ấy thay đổi đến nỗi long trời nở đất. Ngay lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đứng dưới chân núi Côn Luân và phong cảnh tuyệt đẹp làm nổi bật lẫn nhau. Chủ nhân của bóng hình xinh đẹp này cao khoảng 1m7, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt trên chính, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, bóng dáng ấy giống như là một kiệt tác hoàn mỹ nhất của đất trời. Người đó nhìn qua khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, thuộc về loại người khiến người ta liếc mắt một lần là có thể nhớ cả đời. Mà cô gái xinh đẹp hoàn hảo này, không phải ai là khác mà chính là Dì Phù, Tô Phù Dung. Phụ nữ, trời sinh đều thích cái đẹp. Từ hơn 100 năm trước, khi đó, là thời đại của Tô Vô Kỵ. Tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này, bất kể là đan dược bí tịch, hay là thiên tài địa bảo thì tất cả các thế lực khắp thế giới đều sẽ tìm đến dâng cho Tô Vô Kỵ, lấy lòng Tô Vô Kỵ, tìm kiếm sự che chở của Tô Vô Kỵ. Trong đó, đương nhiên sẽ không thiếu các loại đan dược thượng cổ nghịch thiên. Tô Phù Dung là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Tô Vô Kỵ, bà ấy còn là nữ đệ tử duy nhất. Cho nên bà ấy nhận được toàn bộ sự sủng ái của các sư huynh và sư tôn, thứ tốt gì đều để bà ấy chọn trước. Ngay cả con trai ruột của Tô Vô Kỵ là Tô Kiền Khôn cũng phải đứng dịch sang bên cạnh, dù sao lúc đó Tô Kiền Khôn cũng chỉ là một tên con nhà giàu ít học ăn chơi trác táng. Tô Phù Dung là con gái, yêu cái đẹp là bản tính trời sinh, cho nên năm đó bà ấy đã ăn một viên đan dược thượng cổ dùng để níu giữ nhan sắc, vẻ ngoài của bà ấy sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Sau đó, núi Côn Luân thay đổi, Tô Phù Dung đi cứu Tô Kiền Khôn, mai danh ẩn tích, không xuất đầu lộ diện nữa, tránh cho kẻ địch chú ý. Cho nên, Tô Phù Dung thông thạo thuật dịch dung, bà ấy dịch dung bản thân thành một dáng vẻ tuổi già sức yếu. Hơn 100 năm qua, bất cứ lúc nào bà ấy cũng đều duy trì dáng vẻ già nua này. Bây giờ, audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Phù Dung đột phá đến cảnh giới võ tôn, thực lực tăng lên một cách mạnh mẽ. Giới cổ võ cũng xảy ra một sự thay đổi lớn, thậm chí Tô Thương còn là người bắt đầu sự cải cách của giới cổ võ, tạo ra 10 võ tôn. Quan trọng nhất là thực lực tổng thể của giới cổ võ đã được tăng lên đáng kể. Cho nên, Tô Phù Dung không cần, cũng không cần phải tiếp tục sống ẩn dật nữa.
Tô Phù Dung khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu nhưng bà ấy vẫn còn mặc quần áo giống như trước, một bộ quần áo màu xám của người già. Bộ quần áo này vốn dĩ rất quê mùa, chỉ có những người già lớn tuổi mới có thể mặc, trông rất u ám. Có điều bây giờ Tô Phù Dung mặc bộ này lên người lại có chút thú vị, có một loại cảm giác rất đặc biệt. À, núi Côn Luân ơi, núi Côn Luân. Tô Phù Dung nhìn dãy núi trải dài bất tận trước mắt, bà ấy nhìn không được cảm khái nói, sư môn của chúng ta có 10 người, toàn bộ đều tu luyện hệ thống cổ võ. Những sư huynh kia của tôi, Tây Môn Phong Vân, Tô Chiến Long, Tô Thanh Y, Tô Bất Phàm, mỗi một người đều là những thiên tài của giới cổ võ. Nếu như lúc đó trên võ thần lục địa còn có cảnh giới khác thì nhà họ Tô Côn Luân cần gì phải nuốt giận, cần gì phải chịu sỉ nhục như thế chứ? Hốc mắt của Tô Phù Dung hơi phiếm hồng, ngay sau đó bà ấy lại nở một nụ cười, nói, có điều, bây giờ đã tốt rồi, cuộc cải cách giới cổ võ đã thành công mở ra, các sư huynh, thời đại của chúng ta lại đến rồi. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải chịu sự uy hiếp của những người đó nữa, chúng ta có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tô Phù Dung lẩm bẩm, ngược lại bà ấy nhận thấy được sức chiến đấu của phần mộ tổ tiên gia tộc Tây Môn thì lập tức cười nói, thực lực của tiểu thiếu gia thật sự không kém, cậu ấy mới vào trúc cơ đã có thể sánh ngang với trúc cơ đỉnh phong, có phong thái của sư tôn. Ngay sau đó, bóng dáng của Tô Phù Dung lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, bà ấy đi thẳng đến phần mộ tổ tiên của gia tộc Tây Môn. Trong khi đó, Tô Thương vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu với Tây Môn Phong Vân, hai người đánh từ không trung xuống đến mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên không trung, đánh đến không phân được thắng thua. Lúc này, Tô Thương đang liên tục sử dụng Bách Thế Luân Hồi Quyền chiến đấu với Tây Môn Phong Vân. Nhưng ý chí của Tây Môn Phong Vân mạnh mẽ kiên định, ông ta thoát ra được sự tấn công của Tô Thương, Bách Thế Luân Hồi Quyền căn bản không thể ảnh hưởng đến ông ta. Ngược lại, Tây Môn Phong Vân sử dụng rất nhiều bí thuật, mặc dù ông ta không sử dụng chí bảo, nhưng những thủ đoạn khác liên tục xuất hiện không ngừng, cực kỳ khó giải quyết. Cũng may sức mạnh linh hồn của Tô Thương mạnh mẽ, hơn nữa anh có linh khí dồi dào, cho nên anh có thể miễn cưỡng chèn ép Tây Môn Phong Vân. Dầm! Lúc này, hai người va chạm một lần nữa, sau đó hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau từ phía xa. Tô Thương! Tây Môn Phong Vân lau đi vết máu bên khóe miệng, ông ta nở một nụ cười nói, cậu có thể đánh với tôi đến bước này thì thật sự không thể không nói, cậu rất ưu tú, tôi có thể thấy được bóng dáng của sư tôn ở trên người cậu, sư tôn đã có người kế thừa rồi. Câm miệng, Tô Thương cũng bị thương nhẹ, anh phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nói, ông là kẻ phản bội lòng lang dạ thú, ông không có tư cách gọi ông cố là sư tôn. Nếu như đây là toàn bộ thực lực của ông, vậy thì tiếp theo tôi sẽ tiễn ông về Tây Thiên. Dứt lời, suy nghĩ của Tô Thương vừa động, anh lấy ra kiếm thương khung, nắm nó trong tay. Keng! Kiếm thương khung ở trong tay, khí tức của Tô Thương đột nhiên có một sự thay đổi cực lớn, uy áp cả người mạnh mẽ gấp đôi lúc trước. Bây giờ Tô Thương đã đột phá trúc cơ thành công, anh có thể phát huy sức mạnh lớn hơn nữa của kiếm thương khung. Ban đầu, Tô Thương có thể gỡ yết chết trúc cơ đỉnh phong. Nhưng Tây Môn Phong Vân không hề tầm thường, bản thân ông ta thuộc về loại thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, sức chiến đấu của ông ta vốn đã có thể so sánh với một đan giả, cũng là loại khá phiền phức. Đương nhiên, nếu như đánh tiếp thì Tô Dương vẫn tin tưởng rằng bản thân anh có thể đánh bại ông ta. Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, Tô Thương trực tiếp lấy ra kiếm thương khung, dự định nhanh chóng giải quyết ông ta. Tô Thương, cậu gấp gáp muốn giết tôi sao, ha ha. Tôi chờ cậu đến giết tôi. Tây Môn Phong Vân không hề sợ hãi, ông ta chỉ khẽ cười. Hừ, Tô Thương cho rằng Tây Môn Phong Vân chỉ đang khiêu khích, anh lập tức hừ lạnh một tiếng, tay cầm kiếm thương khung đánh về phía Tây Môn Phong Vân. Tây Môn Phong Vân thấy vậy thì cũng không ngồi chờ chết, ông ta đứng im tại chỗ điều động linh khí khắp cơ thể, dự định liều chết một trận. Vù, trong chốc lát, linh khí dồi dào hội tụ trong lòng bàn tay của ông ta. Hình thành nên một tấm lá chắn phòng ngự. Keng! Sau một giây, tay Tô Thương cầm kiếm đâm vào tấm lá chắn, bốn phía truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó, âm thanh giống như tiếng kính vỡ vang lên. Tấm lá chắn do Tây Môn Phong Vân ngưng tụ thành bắt đầu xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện, cuối cùng tan vỡ tán loạn.
mà cơ thể của Tây Môn Phong Vân thì bay ngược lại 3-4 mét, nặng nề đập xuống mặt đất. Phụt! Tây Môn Phong Vân lập tức nằm trên mặt đất, ông ta che ngực, phun ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lúc này, Tây Môn Phong Vân vui mừng nhìn Tô Thương, ông ta nở một nụ cười, suy yếu nói, tôi thua, Tô Thương, bây giờ cậu có thể giết tôi rồi. Chuyện này rõ ràng không cần ông ta nhiều lời, tay Tô Thương cầm kiếm thương khung đã đi đến trước mặt ông ta rồi. Tây Môn Phong Vân, ông của ngày hôm nay, tất cả đều là do ông gieo gió gặt bão. Bây giờ tôi sẽ tiến ông đi nhận lỗi với các tiền bối của nhà họ Tô. Nói xong, Tô Thương hơi híp mắt, trong hai mắt anh đều là sát ý lạnh thấu xương, tay anh cầm kiếm thương khung giơ lên cao. Kiếm thương khung tỏa ra khí lạnh, kiếm ý kinh khủng khiến người ta sợ hãi, chỉ cần hạ nó xuống thì có thể chém bay đầu Tây Môn Phong Vân. Nhưng vào lúc này, Tô Phù Dung đột nhiên xuất hiện, bóng dáng của bà ấy lóe lên, chắn phía trước Tây Môn Phong Vân, bà ấy vội vàng nói, tiểu thiếu gia, dừng tay, cậu không thể giết anh ấy là người đã bảo vệ nhà họ Tô Côn Luân. Tô Phù Dung đột nhiên xuất hiện khiến Tô Thương nhíu mày, anh dừng động tác trên tay lại. Ngay sau đó, ánh mắt của Tô Thương di chuyển về phía Tô Phù Dung, anh lập tức kinh ngạc vì vẻ đẹp của Tô Phù Dung. Dùng bốn chữ sắc nước hương trời để hình dung người phụ nữ này thì cũng không hề quá đáng chút nào, quả thật là cực phẩm của thế gian. Đương nhiên, điều thu hút Tô Thương không hoàn toàn chỉ là ngoại hình của cô gái này, mà là cảm giác mà cô gái này mang lại cho Tô Thương. Tô Thương mơ hồ cảm thấy, người phụ nữ này cực kỳ quen thuộc, nhưng trong ấn tượng của anh lại không hề có người này. Cẩn thận nhìn một lúc, Tô Thương kinh ngạc, anh nhịn không được tò mò hỏi cô là Di Phù. Đúng vậy, Tô Phù Dung gật đầu, bà ấy thành thật nói, tiểu thiếu gia, là tôi. Chuyện này, nhận được đáp án xác nhận, không chỉ có Tô Thương mà những người khác tại hiện trường cũng ngơ ngác. Di Phù, bà ấy không phải đã già yếu, tại sao bà ấy đột nhiên lại biến thành một cô gái trẻ tuổi như vậy? Tô Thương đứt quãng hỏi. Tôi vốn dĩ chính là dáng vẻ này. Tô Phù Dung giải thích. Từ hơn 100 năm trước, tôi đã ăn đan dược thượng cổ dùng để níu giữ nhan sắc. Theo như tôi biết, đan dược này tổng cộng có 2 viên, một trong số đó đã được ăn hơn 2.000 năm trước. Tô Phù Dung cười nói, viên còn dư lại kia là lúc sư tôn Tô Vô Kỵ uy hiếp thế giới có được, sau đó ông ấy đã cho tôi. Cho nên, tôi vĩnh viễn sẽ không già đi, lúc trước chẳng qua là vì để che giấu tai mắt của kẻ địch mà tôi trở thành dáng vẻ kia. Tô Phù Dung giải thích rõ ràng, sau đó nói tiếp, như thế nào, tiểu thiếu gia, khiến cậu hoảng sợ à? Đâu chỉ là hoảng sợ, quả thật là kinh hãi đấy. Tô Thường nhìn không được nói. Ha ha ha, tiểu thiếu gia, cái này thì có gì hay mà giật mình, khi cậu còn bé tôi còn bế cậu đấy. Tô Phù Dung không hề kiêng kỵ nói, tôi còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó cậu không thích ăn cơm, đều là tôi nhai nát rồi cho cậu ăn, cậu còn ăn rất ngon. Còn nữa, lúc cậu 7-8 tuổi đều là tôi tắm cho cậu, cho nên, ở trước tôi, cậu vĩnh viễn không cần câu nệ. Tô Phù Dung bổ sung. Tôi, bà. Lúc đầu Tô Thương không có cảm giác gì, nhưng khi nghe được dì Phù nói như vậy thì mặt anh lập tức đỏ lên, xấu hổ hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Mất mặt. Quá mất mặt. Trước đây Tô Thương nghĩ rằng dì Phù tuổi đã cao, vì vậy anh không thật sự để ý chuyện lúc bé. Cho dù dì Phù luôn treo những chuyện này bên miệng thì anh cũng không có cảm thấy gì, anh chỉ coi đó là những ký ức thời thơ ấu. Nhưng mà bây giờ dì Phù biến thành một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khi nhớ lại chuyện lúc bé, trong lòng Tô Thương đương nhiên sẽ vô cùng xấu hổ. Sau khi A Ly và Đoàn Khánh Sinh nghe được Tô Phù Dung nói thì đều không nhịn được cười. Tiểu thiếu gia, cậu thật sự không thể giết Tây Môn Phong Vân lúc này, Tô Phù Dung trở lại chủ đề chính. Bà ấy nghiêm túc nói. Tô Thương lấy lại tinh thần, đón nhận ánh mắt của Tô Phù Dung, anh cau mày hỏi, tại sao? Bà vừa mới nói là ông ta đã bảo vệ nhà họ Tô Côn Luân, lại có chuyện gì đã xảy ra? À, chuyện này nói ra rất dài dòng, chính tôi cũng không thể nói rõ ràng được, hãy để chính anh ấy nói cho cậu biết. Tô Phù Dung thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của bà ấy rơi trên người Tây Môn Phong Vân, hai mắt ửng đỏ. Hốc mắt lấp lánh ánh nước, bà ấy nghẹn ngào chào hỏi, đại sư huynh.
tiểu sư muội. Lúc này, Tây Môn Phong Vân đã đứng dậy, ông ta đã bị thương nặng, sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng đối mặt với Tô Phù Dung, ông ta lại xóa đi vết máu trên khóe miệng, miệng cưỡng cười nói, anh nhớ lần trước chúng ta gặp mặt là ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái hơn 20 năm trước. Lúc đó em dẫn theo Tô Thần Binh, bộc lộ tài năng ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, ký ức của sư huynh vẫn còn rõ ràng lắm. Tây Môn Phong Vân cũng xúc động không kém, đáy mắt như là có cát bay vào, không ngờ anh vừa mới chớp mắt một cái đã hơn 20 năm trôi qua, mấy năm nay, em có khỏe không? Đại sư huynh, em rất tốt. Tô Phù Dung nở một nụ cười nói, lần trước gặp mặt, để tránh hiểm nghi, em và anh không hề nói chuyện với nhau. Đại sư huynh, mấy năm nay anh gánh trên lưng những tiếng xấu, bị vạn người khinh bỉ, anh chịu khổ rồi. Ha ha, được nhìn thấy sự sắp xếp của vị nhân vật lớn kia và sự tôn đã trở thành sự thật, chút oan ức của anh thì tính là cái gì? Tây Môn Phong Vân lắc đầu, ông ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trịnh trọng nói, người thật sự chịu khổ phải là sự tôn, ông ấy vì một vụ cá cược mà vứt bỏ tháp hư không, bây giờ sống chết không rõ, cũng không biết ông ấy ở nơi nào. Hai. Đại sư huynh, sự tôn tự có vận mệnh của ông ấy, anh không cần phải lo lắng. Ông ấy nhất định sẽ uy nghi trở về. Tô Phù Dung nói tiếp, vừa rồi tiểu thiếu gia đã muốn giết chết anh, tại sao anh lại không giải thích? Không cần thiết. Tây Môn Phong Vân vẫn vô cùng thoải mái nói, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được sự thật, trên tay của anh thật sự có dính máu của nhà họ Tô. Bây giờ tiểu thiếu gia đến cửa trả thù, anh có chết cũng không hết tội, đã đến lúc anh cho những vong linh kia một lời giải thích. Tây Môn Phong Vân thoải mái nói. Không phải. Tâm trạng của Tô Phù Dung dao động cực kỳ lớn, bà ấy đỏ mắt cắn răng nói, đại sứ huynh, chuyện năm đó anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, cái chết của những người nhà họ Tô kia không hề có liên quan gì với anh. Tây Môn Phong Vân vẫn lắc đầu như trước, ông ta không muốn giải thích chuyện này, ngược lại ông ta nhìn Tô Thương, khẽ cười nói, Tô Thương, có lẽ bây giờ cậu sẽ bắt đầu do dự chuyện giết tôi hay không giết tôi. Có điều tôi có thể nói cho cậu biết, Tô Chiến Long là tôi tự tay giết chết, Tô Thành Y cũng như vậy. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, bây giờ, cậu có thể giết tôi, trả thù cho những người đó, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tô Thương nhìn Tây Môn Phong Vân, lúc này đầu óc anh mơ hồ, anh không hề biết năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ có thể nghi ngờ nhìn Tô Phù Dung. Đại sư huynh, nếu anh không chịu nói thì cứ để em nói. Bây giờ sự cải cách giới cổ võ đã thành công bắt đầu, em đã thăng cấp thành võ tôn hậu kỳ, chúng ta không cần phải kiêng dè những người đó nữa. Tô Phù Dung thấy Tây Môn Phong Vân kiên quyết như vậy thì lập tức đón nhận ánh mắt của Tô Thương, bà ấy trực tiếp nói, tiểu thiếu gia, cậu cũng biết về quan hệ của Tây Môn Phong Vân và ông cố của cậu đúng không? Vâng, ông ta là đệ tử của ông cố. Tô Dương gật đầu nói, trước đây anh đã từng được nghe người khác nhắc đến. Không sai. Tô Phù Dung gật đầu, sau đó bà ấy nghiêm túc nói, sứ môn của chúng tôi có 10 người, bất kỳ người nào trong đó cũng có thể phản bội sự tôn, nhưng đại sư huynh Tây Môn Phong Vân tuyệt đối sẽ không. Không ai không biết mối quan hệ giữa anh ấy và sự tôn tốt đến như thế nào, vì lợi ích của sự tôn, anh ấy cũng tình nguyện vứt bỏ mạng sống của bản thân. Tô Phù Dung tiếp tục nói, tôi nhớ kỹ, có một lần sự tôn ra ngoài về trở về đã bị thương nặng, đến mức hấp hối. Cần phải có máu tươi để bồi bổ. Lúc đó chỉ có đại sư huynh ở đó, là đại sư huynh lấy ra một lượng máu tươi lớn từ trong cơ thể, lúc ấy sự tôn mới có thể nhặt về được. Một mạng, mà đại sư huynh vì thiếu một lượng máu lớn mà đã suýt chết. Tô Phù Dung nói tiếp, anh ấy vì cứu sự tôn mà đã rút 9 phần 10 lượng máu ra, người thường đều biết, điều này chắc chắn phải chết, chứ huống hồ chi là một cổ võ giả. Đơn giản đại nhân vật thông thiên kia kịp thời chạy đến, mất rất nhiều công sức mới có thể kéo đại sư huynh trở về từ quỷ môn quan. Thử hỏi, một người có thể chết vì sự tôn làm sao có thể phản bội sự tôn được chứ? Tô Phù Dung kể, sau đó bà ấy cắn răng nói, sở dĩ đại sư huynh làm như vậy hoàn toàn là do bị ép buộc, bị cổ tộc uy hiếp. Cổ tộc, Tô Thương nghi ngờ hỏi, dì Phù, bà nói thập đại cổ tộc. Đúng vậy. Tô Phù Dung gật đầu nói, sự tôn từ bỏ tháp hư không, sau đó ông ấy mai danh ẩn tích, trong thập đại cổ tộc kia có một số người không kiềm chế được muốn cướp đi Côn Luân. Nhưng bọn chúng lại không dám tự mình hành động,
bọn chúng rất sợ sư tôn đến tìm bọn chúng tính sổ, cho nên bọn chúng mới giật dây các tông phái lớn trong giới cổ võ, muốn bọn họ ra mặt tiêu diệt nhà họ Tô Côn Luân. Chấm, Tô Phù Dung nói tiếp, lúc đó, cổ tộc đã có lệnh giới nghiêm, trong vòng 100 năm không được có liên hệ với thế giới, nhưng mà lực ảnh hưởng của cổ tộc vẫn tồn tại, những tông phái của giới cổ võ kia đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của cổ tộc. Khi đó giới cổ võ cũng không thiếu kẻ mạnh, thậm chí còn có 6 võ thần lục địa đỉnh phong. Sư môn 10 người chúng tôi liên kết lại cũng không hề sợ giới cổ võ, cho dù những người kia của giới cùng nhau lên, chúng tôi cũng không hề sợ hãi, nhiều nhất cũng chỉ là cả hai bên cùng thiệt hại. Tô Phù Dung nói đến đây thì hơi dừng lại, bà ấy nhìn Tây Môn Phong Vân, tiếp tục nói, nhưng chúng tôi biết, giới cổ võ chỉ là quân tiên phong của cổ tộc. Cho dù chúng tôi giết hết những kẻ xâm chiếm đó thì cũng không có gì đáng nói. Nếu như uy hiếp đến cổ tộc tùy tiện phải ra một người cũng có thể hủy diệt Côn Luân. Vì vậy Đại sư Huynh quyết định diễn một vở kịch để nói cho thế giới biết, anh ấy phản bội sự tôn Tô Vô Kỵ, đích thân dẫn đầu cổ vũ những tông phái giới cổ võ kia, đánh giết vào núi Côn Luân. Tô Phù Dung nói, người một nhà đã đứng ra, khả năng hành động sẽ được tăng lên. Lúc đó nhà họ Tô có không ít người đã rút lui trước. Người ở lại, hoặc là thật sự phản bội nhà họ Tô, hoặc là đã biết rõ bản thân sẽ chết, hoặc là coi thường cái chết, cho nên đã lựa chọn ở lại hy sinh vì nhà họ Tô. Những sư huynh của tôi, Tô Chiến Long, Tô Thanh Y, Tô Bất Phàm. Tất cả bọn họ đều là tự nguyện chết trong tay Đại sư Huynh, lấy danh nghĩa là để giúp Đại sư Huynh phản bội, khiến cho mọi người tin tưởng Đại sư Huynh thật sự đã phản bội Côn Luân. Tô Phù Dung nói tiếp, lúc trước có 3 gia tộc lớn thèm muốn cổ tộc Côn Luân, gia tộc Đông Phương, gia tộc Đoan Mộc, gia tộc Hạ Hầu. Lúc đó 3 gia tộc lớn này cũng không hòa thuận, cũng sẽ có tranh đoạt lẫn nhau. Cũng bởi vì vậy mà sau khi Đại sư Huynh chiếm được Côn Luân, bọn họ đã quyết định không nhúng tay vào quản lý, để cho Đại sư Huynh quản lý Côn Luân. Tô Phù Dung tiếp tục nói, chỉ có điều, bọn họ có thể tùy ý ra vào núi Côn Luân. Đồng thời 3 gia tộc lớn có thể tùy ý sử dụng vật phẩm của núi Côn Luân. Cứ như vậy, nhà họ Tô Côn Luân trở thành gia tộc Tây Môn Côn Luân, Đại sư Huynh tu hú chiếm chỗ chim khách, dùng một cách khác bảo vệ Côn Luân. Nói xong tất cả, Tô Phù Dung nhìn Tô Thương nói, tiểu thiếu gia, tôi chỉ biết những điều này. Thì ra là như vậy. Tô Thương gật đầu, ánh mắt anh rơi trên người Tây Môn Phong Vân, sắc mặt có hơi phức tạp. Trong khoảng thời gian này, anh luôn tràn đầy hận thù với Tây Môn Phong Vân, anh hận không thể nhanh chóng dế tê chết ông ta để giải tỏa. Nhưng mà bây giờ, Tô Thương lại biết được, Tây Môn Phong Vân làm tất cả đều là vì nhà họ Tô. Chuyện này khiến cho Tô Thương hơi áy náy, bản thân anh trước đây đã quá độc đoán rồi. Tây Môn Phong Vân, lúc trước tôi đã làm nhiều điều sai với ông, tôi xin lỗi ông, cảm ơn ông đã làm tất cả vì Côn Luân. Tô Thương không hề ngượng ngùng, anh trực tiếp mở miệng nói xin lỗi. Tiểu thiếu gia khách sáo rồi. Tây Môn Phong Vân thụ sủng nhược kinh, ngược lại ông ta cảm động nói, tiểu thiếu gia, tôi kiên trì ở Côn Luân hơn 100 năm, những người của cổ tộc chưa từng đặt chân đến những nơi quan trọng của núi Côn Luân, bây giờ cậu đã đến rồi, tôi sẽ giao lại Côn Luân cho cậu. Được. Tô Thương đồng ý, sau đó anh nhìn thi thể xung quanh, cười khổ nói, thật ngại quá, lúc trước tôi không biết sự thật, đã giết lầm. Không sao cả. Tây Môn Phong Vân khẽ cười, những người này cũng không phải là hậu duệ của tôi, mà là do 3 cổ tộc lớn Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu phái đến, bọn chúng chết cũng không đáng tiếc. Như vậy thì tốt rồi. Tô Thường thở dài một hơi, sau đó anh lại nhớ đến Tây Môn hổ tiếu của gia tộc Tây Môn thì lập tức nói, có còn một chuyện nữa, mấy ngày trước tôi đã giết Tây Môn hổ tiếu ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, chuyện này. Thằng nhóc kia đã sớm thông đồng với cổ tộc. Nếu như không phải tôi lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ thì tôi đã sớm giết chết nó. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, bây giờ nó có thể chết trong tay của cậu thì đã được xem như là một vinh dự của nó rồi. Tây Môn Long Ngâm, Tô Thương nhắc đến Tây Môn Long Ngâm. Phịch, lúc mọi người nói chuyện thì Tây Môn Long Ngâm đang đứng ở bên cạnh, đương nhiên anh ta cũng nghe được rõ ràng. Sau khi biết được lão tổ nhà mình chưa bao giờ phản bội thì trong lòng Tây Môn Long Ngâm hoảng sợ. Lúc này anh ta trực tiếp quỳ xuống đất. Lão tổ, cháu sai rồi, đầu óc cháu nhất thời bị một bước lên trời mê muội, làm ra loại chuyện này.
Tây Môn Long Ngâm vừa dập đầu vừa cầu xin, van xin ông, lão tổ, xin ông hãy xem cháu là hậu duệ duy nhất của ông mà cho cháu một cơ hội khác. 2. Tây Môn Phong Vân nhìn Tây Môn Long Ngâm, ông ta vốn định giết chết tên hậu duệ có tâm tư xấu này. Nhưng nghĩ lại, bản thân sẽ không có người kế thừa thì lại không nỡ xuống tay. Tây Môn Phong Vân, hãy nhẹ tay mà bỏ qua, chuyện gia đình giữa ông cháu của các người sau này rồi nói. Tô Thương nói, ngược lại bây giờ tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông. Mời tiểu thiếu gia nói, nếu tôi biết thì tôi sẽ nói hết. Tây Môn Phong Vân nói. Tô Thương gật đầu, anh trực tiếp hỏi, vừa rồi ông nhắc đến ông cố của tôi đã vì một vụ cá cược mà từ bỏ tháp hư không, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, cá cược cái gì? Tiểu thiếu gia, có thể cậu không biết, sở dĩ thế hệ tu chân trên thế giới này nghèo nàn. Như vậy đều là vì ở bên ngoài có vài bàn tay đang thao túng trái đất. Tây Môn Phong Vân thành thật nói, thật ra, trái đất không có khả năng đánh trả. Có điều hơn 100 năm trước, có một nhân vật lớn mạnh đã đến trái đất, người đó không hề yếu hơn những bàn tay bên ngoài. Vì sự ổn định và hài hòa của trái đất, đại nhân vật thông thiên đã đạt thành một vụ cá cược với những bàn tay bên ngoài. Tây Môn Phong Vân nhớ lại, ông ta nói tiếp, vụ cá cược này liên quan đến sự tôn Tô Vô Kỵ, nội dung là đánh cược sự tôn có thể dựa vào thực lực của bản thân phá vỡ điểm xấu, thăng cấp đến cảnh giới Nguyên Anh hay không. Đại nhân vật thống thiên đánh cược sự tôn có thể. Pháp tắc thiên đạo của trái đất, cũng chính là điểm xấu, do tiên đế và ngoại vực hợp tác tạo ra, bọn họ kết luận, không có bất kỳ người nào không mượn trợ lực từ bên ngoài mà có thể thăng cấp đến Nguyên Anh, cho nên bàn tay ngoại vực đánh cược không thể. Hai bên đạt thành hiệp ước, bên thua sẽ hoàn toàn rời khỏi trái đất, không bao giờ được hỏi đến việc của trái đất. Tây Môn Phong Vân nói, cứ như vậy, sự tôn để lại tháp hư không, một thân một mình mai danh ẩn tích. Về chuyện ông cố Tô Vô Kỵ vì đánh cược mà từ bỏ tháp hư không, Tô Thương đã từng nghe người khác nhắc tới, nhưng mà lúc này anh mới biết được nội dung của cuộc cá cược là gì. Ba đại tiên đế hợp tác tạo ra pháp tắc thiên đạo, ông cố chỉ là một người tu chân bắt đầu từ con số không, không hề có quyền thế gì, làm sao ông ấy có thể chống lại. Sau khi Tô Thương biết tất cả thì anh nhìn không được lo lắng cho Tô Vô Kỵ, anh tự lẩm bẩm, pháp tắc thiên đạo này chỉ có người chạm đến ngưỡng cửa của thần tiên mới có năng lực chống lại. Ông cố là cảnh giới kết đan, ngay cả Nguyên Anh ông ấy cũng chưa ngưng kết được, nhưng mà năm đó ông ấy phải cố gắng chống đỡ điểm xấu. Đi đột phá Nguyên Anh, đây là quyết đoán cỡ nào chứ? Tô Thương cảm thán nói, tôi không bằng ông ấy, trong số những người tôi quen biết cũng không có ai có thể so sánh với ông ấy. Hơn nữa ông ấy dùng một cơ thể, một linh hồn phản nghịch tu luyện vô ngã công pháp, thiên phú như vậy, dùng từ kinh tài tuyệt diễm cũng không thể miêu tả được. Nếu như ông cố sinh ra ở tinh vực huyền thiên thì ông ấy nhất định có thể trở thành vua của một phương, thống trị ngàn con dân. Đáng tiếc mà, ông ấy lại sống dưới pháp tắc do ba đại tiên đến tạo ra, bị áp chế đến mức không có cách nào để vùng dậy. Tô Thương thở dài lần thứ hai, trong lòng anh âm thầm lên tiếng thay do ông cố, đồng thời anh lo lắng cho tình hình hiện giờ của ông ấy. Không biết bây giờ ông cố như thế nào, có phải ông ấy đang ở núi Võ Đang hay không? Lúc đó, khi lão độc vật nói cho Tô Thương tin tức này, anh đã nửa tin nửa ngờ. Sau khi bình ổn núi Võ Đang, Tô Thương lập tức đi đến núi Côn Luân, anh cũng không hề tìm kiếm ở núi Võ Đang, xem ra khi nào có cơ hội, anh phải đến Võ Đang tìm kiếm thử một lần. Hai ra, lúc này, Tây Môn Phong Vân thở dài một hơi, sư tôn ông ấy chính là quá tự tin, ông ấy tự tin bản thân có thể mở ra một con đường, đánh vỡ xiềng xích của ba đại tiên đế. Có điều, từ sau lần lôi kiếp đột phá Nguyên Anh, ông ấy đã mai danh ẩn tích. Ngoại trừ ông ấy, vị thông thiên đại nhân kia cũng biến mất, đột nhiên không còn tin tức nữa. Tây Môn Phong Vân suy đoán nói, cho nên tôi đoán là sư tôn đã thất bại, thua trận cá cược. Kể từ đó, vị thông thiên đại nhân kia vì thua cược đã rời khỏi trái đất, không nhúng tay vào âm mưu của ba đại tiên đế nữa. Còn về phần của sư tôn, ông ấy trở thành nạn nhân của trận cá cược, bây giờ, sợ là ông ấy đã chết. Nói đến đây, vẻ mặt Tây Môn Phong Vân đau khổ, ánh mắt di chuyển đến linh vị của Tô Vô Kỵ được bày ở chính diện phía trước, nói cho nên, tôi lập một bài vị cho sư tôn, tưởng niệm và đến thờ cúng ông ấy.
Tô Phù Dung ở bên cạnh nghe ông ta nói như vậy thì đôi mắt xinh đẹp cũng long lanh ánh nước, dường như bà ấy đang nghẹn ngào. Có thể nhìn ra được, tình cảm của bọn họ đối với Tô Vô Kỵ, tất cả đều cực kỳ mãnh liệt. Tây Môn Phong Vân, dì Phù. Lúc này, Tô Thương mở miệng anh ủi, hai người không cần phải lo lắng, ông cố chưa có chết. Thật sao, Tây Môn Phong Vân và dì Phù nghe vậy thì hai người không hẹn mà cùng nhìn Tô Thương. Đúng vậy. Tôi có thể chắc chắn. Tô Thương gật đầu trả lời, ngược lại anh nói, không chỉ có ông cố, vị thông thiên đại nhân năm đó có lẽ cũng không rời khỏi trái đất, mà bọn họ dùng một cách thức khác để bảo vệ trái đất. Trên núi Võ Đang, trận pháp của giới cổ võ có thể thay đổi được, đây không phải là minh chứng tốt nhất sao? Tô Thương nói tiếp, ngoài ra, người kia còn để lại đường lui, ba đại tiên đế hợp tác tạo ra điểm xấu không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến lúc đó, người tu chân trên trái đất, người người có cơ hội được kết đan, người người có cơ hội đặt chân đến Nguyên Anh, cuối cùng mọi người cũng không cần phải lo lắng bị điểm xấu gây rối. Sở dĩ Tô Thương nói chắc chắn như vậy là bởi vì anh đã biết, thông thiên đại nhân năm đó chính là anh. Ngay từ đầu, Tô Thương vẫn còn khá nghi hoặc, nếu như hơn 100 năm trước bản thân anh đã đến trái đất, vậy thì làm sao anh có thể sống lại trong cơ thể của Tô Thương nhà họ Tô? Tiên đế ngoại vực có sức chiến đấu cao không thể đặt chân vào trái đất, bản thân anh thân đang ở trái đất, có ai có thể ép buộc anh vứt bỏ tất cả, lựa chọn trọng sinh? Có điều. Sau khi hiểu rõ được nội dung của cuộc đánh cược năm đó, Tô Thương bừng tỉnh. Nói như vậy, năm đó anh và tiên đế ngoại vực đã cá cược, kết quả Tô Vô Kỵ đột phá Nguyên Anh thất bại, cuối cùng không thể phá vỡ được áp chế của điểm xấu, bản thân anh hoàn toàn thua cuộc. Cho nên năm đó Huyền Thiên Tiên Đế mới mai danh ẩn tích, lựa chọn sống lại ở 100 năm sau. Kể từ đó, anh không còn là Huyền Thiên Tiên Đế nữa, mà là Tô Thương nhà họ Tô, anh hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của vụ cá cược năm đó, có thể quang minh chính đại bảo vệ trái đất. Cái gì, vị thông thiên đại nhân kia không hề rời đi. Tây Môn Phong Vân giống như được tiêm một mũi thuốc trợ tim, ông ta lập tức kích động, gần như là xác nhận hỏi lại, tiểu thiếu gia, cậu nói thật sao? Chắc chắn. Tô Thương nở nụ cười, sau đó anh nói, tương lai của trái đất vô cùng sáng sủa, ba tiên đế ngoại vực kia sớm muộn đều sẽ nhận được một cái giá thật lớn, ông cứ tin tưởng tôi. Được. Tây Môn Phong Vân thấy Tô Thương tự tin như vậy thì lập tức xúc động, tâm trạng cực kỳ kích động. Được rồi, Tây Môn Phong Vân, tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi ông. Tô Thương nhìn Tây Môn Phong Vân nói. Cậu cứ hỏi, Tây Môn Phong Vân cung kính nói. Ông nói ba đại cổ tộc là gia tộc Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu hợp tác với nhau, có âm mưu xấu với Côn Luân. Tô Thương nhíu mày, giọng điệu hờ hững nói, bọn họ là vì cái gì, bọn có thù hận với ông cố của tôi, hay là bọn họ muốn cướp đi của cải của ông cố? Tất cả đều không phải. Tây Môn Phong Vân nghiêm túc nói, tiểu thiếu gia, cậu nói hai điểm thì chỉ có một điểm đúng. Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu. Sở dĩ ba gia tộc lớn này muốn hủy diệt nhà họ Tô Côn Luân, chủ yếu là bởi vì bọn họ bị tiên đế ngoại vực điều khiển. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, mặc dù sư tôn đột phá Nguyên Anh thất bại, nhưng không hề tìm thấy thi thể của ông ấy, ba tiên đế ngoại vực vẫn vô cùng kiêng dè sư tôn, sợ ông ấy phát triển. Vì để giải quyết hậu hoạn, ngoại vực khống chế ba cổ tộc lớn, muốn dùng nhà họ Tô Côn Luân để ép buộc sư tôn phải ra mặt để giết chết ông ấy. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, có điều, sư tôn chưa từng xuất hiện. Sau đó tôi chiếm Côn Luân, nhưng mà cũng không hề thật sự khống chế Côn Luân, ba cổ tộc lớn phái đến không ít người ẩn nấp trong Côn Luân. Tiểu thiếu gia, những người vừa rồi cậu giết đều là những tai mắt của cổ tộc. Tây Môn Phong Vân cười khổ nói, ngoài ra, bọn họ đưa cho tôi một người phụ nữ để kết hôn với tôi, âm mưu dùng chuyện này khống chế tôi. Ông nội của Tây Môn Long Ngâm và Tây Môn Hổ Tiếu chính là do tôi và người phụ nữ đó sinh ra. Có điều nhiều năm trước, người phụ nữ kia đã bị tôi bí mật xử lý. Tây Môn Phong Vân vô tình nói, ông ta nhắc đến chuyện này vô cùng hờ hững. Tây Môn Long Ngâm ở bên cạnh nghe như vậy thì biểu cảm có hơi phức tạp. Anh ta đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của bí mật xử lý, anh ta không ngờ là lão tổ lại ác độc như vậy, ngay cả vợ của mình mà cũng xuống tay được. Hai, người ngoại vực, cuối cùng cũng không phải là người nhà mình, không cùng một dân tộc,
chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác, bà ta đã đoán được âm mưu của tôi, có ý báo về cho cổ tộc, cho nên, bà ta không thể không chết. Tây Môn Phong Vân thản nhiên nói. Người ngoại vực, Tô Thương nghe nói như thế, hỏi lại, không phải ông vừa mới nói, bà ta là người cổ tộc rời đi hay sao, người cổ tộc cũng đều là người một nhà, sao giờ lại không phải cùng tổ tiên với tôi rồi sao? Tiểu thiếu gia, cậu có chỗ không biết rồi. Tây Môn Phong Vân nghe vậy, liền giải thích nói tiên đế ngoại vực âm mưu với trái đất, mà ngoài trái đất có trận pháp bảo vệ, ba vị tiên đế ngoại vực tiến vào trái đất là cực kỳ khó khăn. Tôi từng nghe vị đại nhân vật thông thiên kia nhắc qua, trận pháp bảo vệ trái đất, mạnh mẽ phi phàm, đã vượt ra khỏi vạn vật, dù là tiên đế ngoại vực, cũng không có cách nào đi quá giới hạn. Hơn nữa, người có thực lực càng mạnh, nếu cứ miễn cưỡng xông vào trái đất thì sẽ chịu lực cản càng lớn. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, nếu so sánh, người tu chân cảnh giới thấp hơn, trái lại càng dễ đi vào trái đất hơn, nhưng độ khó cũng rất lớn, lại tràn đầy nguy cơ thập tử nhất sinh. Đã từng xảy ra chuyện, tiên đế ngoại vực lấy thủ đoạn cường đại, sắp xếp 100 người ngoại vực định hung hăng mà xông đến trái đất. Ngày đó, bầu trời tối tăm, có hiện tượng thiên lôi che lấp mặt trời, người tu chân ở trái đất như lâm vào khủng hoảng. Nhưng trong 100 vị tiên đế cao thủ đó, có 96 người chết ngay bên trong trận pháp bảo vệ, trở thành xác không hồn. Còn lại 4 người, mạo hiểm vượt qua, thành công đi vào trái đất, giữ lại được thực lực cảnh giới Nguyên Anh, kinh động tứ phương. Tây Môn Phong Vân tiếp tục nói, đây là lúc xảy ra chuyện của sư tôn Tô Vô Kỵ tôi. Sau khi 4 người đến trái đất, liền bắt đầu vơ vét tài nguyên của trái đất, không chuyện ác nào mà không làm, sư tôn tôi tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Nhưng sư tôn tôi, dù sao cũng không hoàn toàn quật khởi, khoảng cách đến cảnh giới Nguyên Anh, còn chênh lệch rất lớn, nên đã thua trận. Tây Môn Phong Vân chuyển hướng nói, thời khắc quan trọng này, vị đại nhân vật thông thiên kia xuất hiện, đưa tay ra đánh bại 4 tên ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh đó. Có điều, vị đại nhân vật thông thiên đó cũng không ra tay giết hại, bởi vì tình hình khi đó, không thích hợp để trở mặt với 3 vị tiên đế ngoại vực đó, để tránh chọc giận đối phương, rơi vào tình trạng cá chết rách lưới. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, nhưng vị đại nhân vật thông thiên đó vừa vẫy tay một cái, liền khiến cho cảnh giới Nguyên Anh của 4 vị tiên đế ngoại vực đó rơi xuống thành cảnh giới kết đan. Ở trái đất, cảnh giới Nguyên Anh là vô địch, nhưng kết đan thì không phải, sau khi 4 người kia bị hạ cảnh giới xuống, một mình sư tôn tôi có thể nghênh chiến với 4 người họ rồi, thậm chí vững vàng nghiền ép đối phương. Tây Môn Phong Vân nói, cứ như vậy, tình hình ổn định lại, 4 người ngoại vực, sống ở trái đất, dần dần hòa vào trái đất, kết hợp với người ở trái đất, sinh con nối dõi, sau khi sinh rất nhiều con cháu mang dòng máu ngoại vực, tam đại cổ tộc đưa phụ nữ cho tôi, chính là một trong số những người đó. 4 người ngoại vực này, với tiên đế ngoại vực, tất nhiên có thể thông qua một số thủ đoạn mà giữ được liên lạc với nhau. Tóm lại, dù là sư tôn tôi và vị đại nhân vật thông thiên kia đã biến mất, bọn họ cũng không làm loạn, mà chỉ là chiếm cứ Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu, 3 đại cổ tộc đó tất cả đều có liên quan đến trái đất. Tây Môn Phong Vân nhìn thoáng qua cột ánh sáng đại diện cho đại trận bảo vệ đó, hai mắt híp lại nói, tiểu thiếu gia, không lừa cậu, cái cột ánh sáng kia, là nối thẳng đến đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất, lúc này, một trong 4 tên cao thủ ngoại vực đó, ở ngay dưới cái cột ánh sáng đó. Hửm, Tô Thương nghe xong những lời này, nhất thời sinh ra cảnh giác, nhíu mày nói, người kia thực lực trước mắt là gì? Hơn 100 năm trước, ông ta bị vị đại nhân vật thông thiên kia đánh xuống còn kết đan đỉnh phong. Tây Môn Phong Vân trả lời lại nói, sau khi tôi tiếp quản Côn Luân chưa đầy mấy năm, ông ta lại đến, vẫn luôn ngồi ở đó tu luyện, đã nhiều năm như vậy rồi, không biết ông ta đã đặt chân đến cảnh giới gì rồi. Tôi từng có mấy lần, muốn qua tìm hiểu rõ ràng, tìm cơ hội ra tay diệt trừ ông ta, kết quả là vừa đến gần ông ta, còn chưa nhìn thấy được người mà đã bị ông ta phát hiện rồi. Tây Môn Phong Vân kiêng kỵ nói, ông ta hình như là ở đó, bố trí trận pháp, tính cảnh giác cao khác thường. Thực lực của người đó, quả thực cực kỳ mạnh, khí tức như biển, thâm sâu khó lường. Hơn nữa, hình như ông ta hiểu được trận pháp, dưới cột ánh sáng kia, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, càng thêm mạnh hơn. Tây Môn Phong Vân tiếp tục nói, có điều vẫn tốt, những năm gần đây, ông ta cũng không ra mặt tham gia chuyện của tôi,
chỉ là bế quan tu luyện mà thôi. Như thế sao? Tô Thường cũng nhìn quan cột ánh sáng đó, sau đó nhìn lại Tây Môn Phong Vân một chút, hai mắt híp lại, hình như đoán được điều gì đó. Đầu tiên, độ trung thành của Tây Môn Phong Vân đối với nhà họ Tô là đáng tin cậy. Nếu như ông ta muốn gây bất lợi cho Tô Thương, căn bản cũng không cần phải diễn kịch trước mặt Tô Thương, trực tiếp mời ra vị ngoại vực kia đến, thì có thể khống chế Tô Thương. Nhưng Tây Môn Phong Vân lại không làm thế, đồng thời chủ động nói ra dưới cột ánh sáng kia có cao thủ ngoại vực cảnh giới kết đan đỉnh phong. Quan trọng nhất chính là, Tây Môn Phong Vân biểu hiện ra vẻ bình thản, không có chút sợ hãi hay vội vàng gì. Điểm này, kỳ lạ quá. Theo lý thuyết, nếu núi Côn Luân đã có kẻ thù mạnh như vậy, Tây Môn Phong Vân nhìn thấy tiểu thiếu gia Tô Thương, chắc chắn trước tiên phải là dục Tô Thương rời đi mới đúng. Vì sao Tây Môn Phong Vân không làm như thế, mà yên tâm không hề sợ hãi ở đây giải đáp nghi ngờ cho Tô Thương? Điều làm cho Tây Môn Phong Vân không chút nào sợ hãi như thế, chỉ có một khả năng duy nhất. Đó chính là, Tây Môn Phong Vân có trợ thủ phía sau, tất nhiên có thể đối phó được với người ở dưới cột ánh sáng kia. Còn về Tây Môn Phong Vân, vì sao trước đó lại không giết người dưới trụ ánh sáng kia, là do sợ bứt dây động rừng, hay là kiêng kỵ trận pháp của đối phương? Vì thế, vừa rồi ông ta cố ý yếu thế, bại dưới tay Tô Thương, dù là Tô Thương hạ sát thủ, cũng có thể giả chết lừa gạt cái cao thủ ngoại vực kia. Mà Tô Thương, là hậu nhân của Tô Vô Kỵ, thân phận này lại quá nhạy cảm. Chỉ cần Tô Thương đến, cao thủ ngoại vực tất nhiên đứng ngồi không yên, chắc chắn sẽ đi khỏi trụ ánh sáng, đến gặp Tô Thương. Cái này, đều là ý đồ của Tây Môn Phong Vân, hơn phân nửa là muốn diệt trừ cao thủ ngoại vực dưới cột ánh sáng kia rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương lại lần nữa đánh ra Tây Môn Phong Vân, kết quả phát hiện Tây Môn Phong Vân đang nhìn mình mà cười, chắc là biết Tô Thương đã biết được mục tiêu của ông ta rồi. Có điều hai người ngầm hiểu nhau, ai cũng không nói ra chuyện này. Kết đan đỉnh phong. Tô Phù Dung bên cạnh nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, tôi tưởng đặt chân đến võ tôn hậu kỳ, thì có thể không cần sợ những người kia rồi, không ngờ núi Côn Luân lại có kết đan đỉnh phong. Đại sư huynh, anh nhanh dẫn đoàn người tiểu thiếu ra rời đi đi, em đến ngăn cản phía sau. Tô Phù Dung nghiêm túc nói. Ha ha, có điều, Tô Thương còn chưa kịp mở lời, một tiếng cười lạnh lùng từ xa truyền đến. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu tím, đội vương miện bằng ngọc trên đầu bước ra dưới trụ ánh sáng. Ông ta thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cơ thể nhanh chóng lập lòe, chớp mắt mấy cái liền đứng ngay cách xa Tô Thương 5 mét. Người này mang nụ cười dữ tợn, lạnh lùng cười nói, bây giờ muốn đi hả, muộn rồi. Tôi có hứng thú với tháp hư không, hậu nhân nhà họ Tô, nếu đã đến thì để tháp hư không lại đây đi. Cái người đàn ông mặc trường bào màu tím này, trên đỉnh đầu đội vương miện bằng ngọc, cơ thể phát ra khí tức cường đại. Ông ta cứ đứng như vậy, trường bào không gió mà bay, không gian bốn phía kêu lên vù vù. Kết đan đỉnh phong. Người đàn ông trung niên này, đã đặt chân đến kết đan đỉnh phong, cây ết ủng bố khác thường. Tiểu thiếu gia, cậu nhanh đi đi, để tôi ở lại ngăn ông ta. Lúc này, Tô Phù Dung vội vàng ngăn phía trước Tô Thương, cảnh giác nhìn qua người đàn ông mặc trường bào tím này. Mặc dù bà ấy biết, với thực lực của mình, nghênh chiến với người này không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng Tê Phù Dung vẫn đứng vậy, nhất định phải bảo vệ cho an nguy của tiểu thiếu gia. A Ly cũng thế, đứng bên cạnh Tô Thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thân thành hồ ly chín đuôi. Đoàn Khánh Sinh, Tây Môn Long Ngâm, bây giờ tôn Tô Thương làm chủ, ký kết khế ước linh hồn. Tô Thương chết đi, bọn họ cũng phải chết, vì thế hai bọn họ tất nhiên phải bảo vệ Tô Thương. Di Phu, A Ly, còn hai người nữa, không cần vội như vậy đâu. Ai ngờ, Tô Thương lại không sợ hãi mà đứng tại chỗ, khẽ cười nói, chỉ là một tên kết đan đỉnh phong mà thôi, không đủ gây sợ, có phải hay không, Tây Môn Phong Vân. Tiểu thiếu gia, cậu đừng nói bừa nữa, bây giờ ở đây, thực lực của tôi là mạnh nhất, đại sư huynh cũng đánh không lại, chúng ta. Tô Phù Dung đang định nói cái gì, có điều, Tây Môn Phong Vân lại vượt lên trước cười nói, ha ha, tiểu thiếu gia quả nhiên đã nhận ra, không hổ là hậu nhân của sư tôn. Nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thương lộ ra một nụ cười,
dò hỏi. Tiểu thiếu gia, cái người đàn ông trung niên mặc áo trường bào màu tím này, tên là Lục Quân Đình. Tây Môn Phong Vân giải thích nói, ông ta chính là một trong bốn cao thủ ngoại vực tôi vừa nói đó, trên dưới trăm năm trước đã đi đến núi Côn Luân, vẫn luôn ngồi tu luyện tại phía dưới trụ ánh sáng đó, không hề ra ngoài. Năm đó, lúc ông ta vừa đến trái đất, là cảnh giới Nguyên Anh, từ sau khi vị đại nhân vật thông thiên kia ra tay thì luôn ở cảnh giới kết đan đỉnh phong. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, cao thủ cảnh giới này, thực sự không dám giấu giếm, núi Côn Luân chúng ta có thể giết được. Vì thế, nhiều năm trước tôi liền định tính toán xóa sổ ông ta, chỉ là lo lắng ba vị cao thủ ngoại vực khác sẽ đến, nên vẫn luôn không hề ra tay. Tây Môn Phong Vân tiếp tục nói, có điều bây giờ, giới luyện võ mở ra biến đổi, trời đất thay đổi lớn, tiên đế ngoại vực tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát nữa, nên tôi đã không còn sợ bứt dây động rừng nữa rồi, chúng tôi vẫn luôn định giết Lục Quân Đình. Nhưng ông ta vẫn luôn đợi dưới cột ánh sáng, cái cột ánh sáng kia, nối liền với trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất, ẩn chứa lực lượng cực kỳ lớn, Lục Quân Đình lại hiểu được trận pháp, nên xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, chúng tôi đành phải từ bỏ. Tây Môn Phong Vân nhếch miệng nói, có điều, tiểu thiếu gia, cách đây không lâu, tôi đã nhận ra được khí tức của cậu, biết được cậu muốn đến võ đang tìm tôi báo thù. Thế là tôi liền tính kế, muốn để cậu giết tôi. Đương nhiên chỉ là giả chết, tôi có thể giả chết được. Từ đó, Lục Quân Đình sẽ buông lỏng cảnh giác, lại thêm cậu là hậu nhân của sư tôn, trên cơ thể chắc chắc có chí bảo tháp hư không của sư tôn để lại, Lục Quân Đình tất nhiên sẽ không nhịn được, vì thế mới đi ra khỏi cột ánh sáng đó. Tây Môn Phong Vân di chuyển ánh mắt về phía Lục Quân Đình, lạnh lùng cười nói, chỉ cần ông ta đến, thì đừng mong còn sống trở lại, ha ha ha, Côn Luân chúng ta, có niềm tin tuyệt đối. Tiêu diệt ông ta. Thì ra là thế. Tô Thương nhẹ gật đầu, lời mà Tây Môn Phong Vân nói, cũng không khác gì anh đoán là mấy. Tây Môn Phong Vân, ông được lắm nha, lợi dụng cả tôi nữa sao? Đại thiếu gia, đây không phải vừa vặn hay sao? Tây Môn Phong Vân cười phóng khoáng nói. Ha ha, ông nói như vậy, thật đúng ha, thế thì để xem ông biểu diễn đi. Tô Thương cười cười, cũng không vì thế mà tức giận. Mà ngược lại cực kỳ tán thưởng kế sách của Tây Môn Phong Vân. Được, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của tiểu thiếu gia. Tây Môn Phong Vân cung kính nói. Cuộc đối thoại của Tây Môn Phong Vân và Tô Thương là quang minh chính đại, không hề che giấu ai. Người đàn ông trung niên áo trường bào màu tím cũng nghe được, nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, hậu nhân nhà họ Tô, Tây Môn Phong Vân, các người đang đùa sao? Trong mắt Lục Quân Đình tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, chỉ với mấy người các ông, mà ảo tưởng xóa sổ được tôi sao? Thật là trò cười của thiên hạ mà, tôi kết đan đỉnh phong, được coi là sức chiến đấu đỉnh phong của trái đất bây giờ rồi, mấy cổ lão thừa kế kia ẩn nấp không ra, đừng hòng kẻ nào có thể giết được tôi. Lục Quân Đình lạnh lùng nói, mà mấy cổ lão thừa kế đó, kiêng kỵ nhất là thần uy tiên đế, vạn ngàn năm trước đã chọn ẩn nấp rồi. Bây giờ lại không dám thò đầu ra, cho dù không có trận pháp bảo vệ, cũng không ai có thể giết được tôi. Rất nhanh thôi, ông sẽ được biết. Tây Môn Phong Vân lộ ra một nụ cười lạnh, lập tức phủi tay, thản nhiên nói, ra hết đây đi, bắt đầu vào việc. Vù, vù, vù. Sau một giây, ba bóng dáng cơ thể, đột nhiên từ ba hướng xoẹt qua, bao vây lấy Lục Quân Đình. Ba người này, tất cả đều là khuôn mặt trung niên. Khí tức trên thân thể cực kỳ lớn, không kém gì Tô Phủ Dung. Kết đan hậu kỳ. Ba người này, toàn là người tu chân kết đan hậu kỳ, thực lực không kém Tô Phủ Dung cảnh giới võ tôn bao nhiêu. Ba người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô nghiêm túc, trên mặt không biểu cảm, chỉ là nhìn chăm chú Lục Quân Đình. Có điều sau đó, họ liền đồng thời nhìn về phía Tô Thương, đồng thành cung kính nói. Thuộc hạ Tô Thanh Y. Thuộc hạ Tô Chiến Long. Thuộc hạ Tô Bất Phàm. Diện kiến tiểu thiếu gia. Đang nói, ba người cùng lúc quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Tô Thương, tư thái đặt vô cùng thấp, cực kỳ cung kính đối với Tô Thương. Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, nhanh đứng lên. Tô Thương vội đọc tên ba người một lượt, nhất thời như tỉnh ngộ ra, rồi nói, các ông đều là đệ tử của ông cố tôi, các ông chưa chết sao?
Đây đều là do kế hoạch đúng đắn đại sư huynh hơn 100 năm trước, chúng tôi giả chết là để cổ tộc và cao thủ ngoại vực càng thêm tin tưởng đại sư huynh. Tô Thanh Y cung kính trả lời, không chỉ có chúng tôi không chết, mà đệ tử khác của sư tôn, đều không ai chết, chỉ có điều bọn họ mai danh ẩn tích, giải rác khắp tứ phương, đi tìm kiếm sư tôn. Chẳng trách, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi, thực lực của các ông, không phải chứ, ở trái đất có pháp tắc thiên địa, không thể kết đan được, vì sao mà các ông lại? Hừm, đây cũng chính là vấn đề mà tôi muốn hỏi đây. Chấm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba vị kết đan hậu kỳ, Lục Quân Đình có chút bối rối, nhưng càng hoang mang không hiểu được, liền nói ra, điểm xấu trong trái đất, là do ba đại tiên đế liên thủ sắp xếp. Đừng nói là người ở trái đất các ông, dù là tôi đến từ ngoại vực, vẫn phải chịu điểm xấu quấy nhiễu. Hơn 200 năm trước, lúc bốn người chúng tôi đến trái đất, mang theo pháp bảo của tiên đế, mới có thể có được cảnh giới Nguyên Anh ở trái đất. Lục Quân Đình nói tiếp, có điều đáng tiếc, pháp bảo của bốn chúng tôi toàn bộ đều bị người đó hủy đi, thậm chí cảnh giới của chúng tôi cũng rớt xuống kết đan đỉnh phong. May mà chúng ta nhặt về được một mảnh vỡ của pháp bảo, miễn cưỡng thì có thể duy trì được cảnh giới kết đan đỉnh phong mà không bị những hiện tượng lạ quấy rầy. Lục Quân Đình tiếp tục nói, những hiện tượng lạ của trái đất, cảnh giới càng cao thì càng phải chịu sự tra tấn càng lớn, bốn người chúng tôi sớm đã có thể khôi phục lại cảnh giới Nguyên Anh rồi, nhưng đáng tiếc chúng tôi vẫn không dám. Bởi vì một khi hồi phục lại cảnh giới Nguyên Anh, mỗi người chúng tôi mặc dù đều có một mảnh vỡ của pháp bảo, nhưng chắc chắn vẫn sẽ không chịu không nổi những áp lực của các hiện tượng lạ kia mà nổ tung. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ bị những hiện tượng lạ đó quấy rầy, sống không bằng chết, chỉ có thể đi vào con đường tinh không cổ lộ rời khỏi trái đất. Chúng tôi vì có nhiệm vụ nên mới tới, đã tiêu hao rất nhiều tư nguyên, nếu như cứ như vậy mà trở về, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của tiên đế. Lục Quân Đình trở lại chuyện chính, lạnh giọng nói, ba người các cậu, thành thật khai báo đi. Tạo sao lại có thể đạt được đến cảnh giới kết đan hậu kỳ? Đừng có mà phí lời, Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, ra tay đi. Tiểu sư muội, em cũng lên đi, võ tôn hậu kỳ, tương đương với kết đan hậu kỳ rồi. Bốn người các em đánh nhau với anh ta, anh ở bên quan sát anh ta, phòng ngừa anh ta trở lại cột ánh sáng phía dưới. Tây Môn Phong Vân không thèm để ý đến Lục Quân Đình, lạnh lùng dặn dò nói. Vâng. Đại sư huynh, Tô Phù Dung, Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, bốn người nghe vậy, không hề chần chừ, cùng xông về phía Lục Quân Đình. Hừ, bốn tên kết đan hậu kỳ thì sao chứ, số lượng vĩnh viễn cũng không thay đổi được chất lượng, các người chắc chắn không phải là đối thủ của bản tôn. Lục Quân Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó điều động linh khí, chủ động nghênh chiến. Cứ như vậy. Năm người xông vào đánh nhau, chân khí linh khí răng ra khắp nơi, thanh thế ngập trời. Người của gia tộc Tây Môn ở xung quanh quan sát, có không ít người bị liên lụy tới, thây phơi khắp nơi. Tôi làm chủ của núi Côn Luân đến nay, chưa bao giờ thu nhận bất kỳ người nào, mấy người này đều là tai mắt của ba cổ tộc Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu sai đến, chết cũng chưa hết tội. Tây Môn Phong Vân giọng điệu bình thản nhìn nói. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự sống chết mấy người này. Lúc này, Tây Môn Phong Vân nhìn sang Tô Thương, khẽ cười nói, tiểu thiếu gia, cậu nhất định rất hiếu kỳ nhỉ, tại sao Tô Thanh Y bọn họ có thể không chút kiêng kỵ gì mà đặt chân được cảnh giới kết đan đúng không? Tô Thương gật đầu, sau đó mỉm cười nói, nhưng mà bây giờ, tôi hết tò mò rồi. Vừa nói, Tô Thương vừa nhìn vào giữa không trung. Những nghi ngờ ở trong lòng anh đã được cởi bỏ rồi. Ở giữa không trung, Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, ba người bọn họ tất cả đều lấy ra vũ khí của mình. Mà ba vũ khí này toàn bộ đều tản ra uy thế cực lớn, có thể chống lại được những hiện tượng lạ. Hơn nữa, vũ khí của ba người bọn họ, Tô Thương vô cùng quen thuộc, bởi vì, những vũ khí đó chính là những mảnh vỡ của tháp hư không. Tô Thanh Y đang cầm trong tay chắc là tầng thứ 6 của tháp hư không, Tô Chiến Long chính là tầng thứ 7, Tô Bất Phàm chính là tầng thứ 8. Tháp hư không tổng cộng có 9 tầng, cộng thêm một chóp tháp nữa. Chóp tháp không được tính là một phần của tầng thứ 9, nhưng cũng hết sức quan trọng. Lúc trước, chóp nhọn của tháp hư không đã rơi vào tay của núi Nga Mi,
bị làm thành phụ kiện cho kiếm Hà Hoa của núi Nga Mi, nhưng mà đã được Tô Thương lấy về rồi. Vốn dĩ tháp hư không ở trong đầu của Tô Thương chỉ có 3 tầng. Nhưng ngày hôm qua, anh từ chỗ của thiên niên sát đã có được tầng thứ 4 của tháp hư không. Tầng thứ 5 của tháp hư không nghe nói là ở dưới núi Ba, Tô Thương lần đó đến đi vội vàng nên cũng quên điều tra, nhưng ắt hẳn cũng không sai được. Bây giờ, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, cùng xuất hiện rồi, trong lòng Tô Thương vô cùng mừng rỡ. Xem ra tiểu thiếu gia đã nhận ra rồi. Tây Môn Phong Vân cười nói, không sai, ba người bọn họ vì có mảnh vỡ của tháp hư không cho nên mới có thể tránh được những pháp tắc của hiện tượng lạ, đặt chân lên cảnh giới kết đan. Nhưng bọn họ chỉ có thể bỏ qua sự đáng ngại của những hiện tượng lạ của cảnh giới kết đan mà thôi, sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, pháp tắc của thiên đạo sẽ được tăng cường, uy lực của những hiện tượng lạ sẽ vô cùng mạnh mẽ, ngoài ra, bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế các mảnh vỡ của tháp hư không, vì vậy bọn họ chỉ có thể tấn cấp đến cảnh giới kết đan, mà không có cách gì có thể tiến thêm một bước nữa. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, từ 100 năm trước, tôi giả bộ phản bội lại sư môn, sau khi chiếm cứ núi Côn Luân, mấy người anh em chúng tôi, liền từ bỏ hệ thống luyện võ, đổi thành hệ thống tu chân. Năm đó khi sư tôn còn ở thời kỳ đỉnh phong đã thu thập được rất nhiều tư nguyên, trước khi núi Côn Luân bị xâm chiếm, tôi đã giấu đi hết một nửa, ba đại cổ tộc chỉ lấy đi được một phần nhỏ mà thôi. Mấy anh em chúng tôi đã lợi dụng nguồn tài nguyên của núi Côn Luân, bế quan tu luyện, trải qua 100 năm, cũng xem như đạt được chút thành tựu. Tây Môn Phong Vân cười nói. Không tệ. Tô Thương khẽ cười, sau đó nhìn Tây Môn Phong Vân, nói tiếp, tôi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, mấy ngày trước đại hội võ thuật, cái tên Quân Vô Ưu kia, vô cùng xem thường những người khác nhưng lại vô cùng cung kính ông. Tây Môn Phong Vân, ông chắc cũng không đơn giản nhỉ, có phải ông đang che giấu thực lực của mình? Tầng 9 của tháp hư không ở chỗ ông phải không? Ha ha, không qua mắt tiểu thiếu gia được mà. Tây Môn Phong Vân gật đầu nói, tầng thứ 9, quả thực ở trên người của tôi, nếu như tôi đã quyết định không che giấu nữa, còn để bọn Tô Thanh Y xuất hiện, đương nhiên cũng không còn e ngại các cao thủ của ngoại lực và cổ tộc rồi nhưng mà, Quân Vô Ưu sở dĩ cung kính tôi không phải chỉ vì thực lực của tôi mà còn vì tôi từng ra tay cứu anh. Hử, các người có quen biết nhau sao? Tô Thương nghi hoặc nói. Tây Môn Phong Vân thành thực nói, Quân Vô Ưu, tên thật là Đoan Mộc Vô Ưu, đến từ gia tộc Đoan Mộc của cổ tộc, chính là một trong ba cổ tộc quy phục ngoại vực. Từ 100 năm trước, bốn cao thủ ngoại vực, một người là làm chủ gia tộc Đông Phương, một người là làm chủ gia tộc Đoan Mộc, một người là làm chủ gia tộc Hạ Hầu, một người nữa lại đến núi Côn Luân. Từ đó trở đi, gia tộc Đoan Mộc liền bị cao thủ ngoại vực đàn áp làm nô dịch, trên dưới toàn tộc, đều phải nghe theo sự sai bảo của cao thủ ngoại vực, nữ quyến trong nhà mặc cho cao thủ ngoại vực tùy ý hưởng thụ. Tây Môn Phong Vân nghiến răng nói, thậm chí, vì để nịnh nọt cao thủ ngoại vực, mà bọn họ còn đi bắt cóc các người đẹp ở khắp nơi, khiến cho người người oán thán. Quân Vô Ưu chính là người duy nhất của gia tộc Đoan Mộc dám đứng lên chống lại người đó, anh ta không cam tâm chịu đứng sau ngoại vực, không muốn để cho gia tộc Đoan Mộc tiếp tục trầm luân, anh ta muốn gia tộc Đoan Mộc trở lại thời kỳ huy hoàng như thời thượng cổ. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, bởi vậy, Quân Vô Ưu đã nỗ lực rất nhiều, nhưng kết quả lại không làm nên được chuyện gì. Ngay cả chính bản thân anh ta cũng suýt nữa bị người của tộc mình giết chết. Ngày đó tôi nhận được tin tức, liền âm thầm qua đó, cứu anh ta ra, không chỉ chữa khỏi thương thế của anh ta, còn tặng anh ta tài nguyên để tu luyện, giúp anh ta phá vỡ kim đan, trở thành giả đan nhị chuyển. Tây Môn Phong Vân khen ngợi nói, Quân Vô Ưu cái người này, là một người chính trực, không khuất phục ngoại vực, đáng để kết bạn. Thì ra là vậy. Tô Thương nghe xong. Trong lòng cũng có nhiều phần kính phục Quân Vô Ưu, không ngờ người này lại không phải là một người tầm thường. Tiểu thiếu gia, lúc nãy cùng cậu quyết đấu, tôi đã kìm hãm lại một phần lớn sức mạnh của mình, bây giờ thì để cậu xem thực lực thật sự của tôi nhé. Lúc này, Tây Môn Phong Vân nở một nụ cười, tiếp theo đó ánh mắt ông ta run lên. Bù! Trong chốc lát, một luồng uy thế cây ết ủng bố từ cơ thể ông ta phát ra bao phủ toàn bộ nơi đó. Kết đan đỉnh phong. Thực lực của Tây Môn Phong Vân so với ba người Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, ông ta đã đạt tới cảnh giới kết đan đỉnh phong rồi.
một mình ông ta lại có thể sánh ngang với Lục Quân Đình. Lúc trước, Tây Môn Phong Vân dùng tầng thứ 9 của tháp hư không, che giấu đi thực lực của mình, cho nên Tô Thương không hề phát hiện ra. Không chỉ có ông ta, Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, ba người này cũng giống như vậy. Theo lý mà nói, bọn họ đều dựa vào các mảnh vỡ của tháp hư không, mà Tô Thương chính là chủ nhân của tháp hư không, thì phải hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhưng mà, các mảnh vỡ của tháp hư không mà bốn người bọn họ đang nắm giữ đã thoát khỏi tháp hư không lúc đầu rồi. Trước mắt mà nói, bốn mảnh vỡ của bốn tầng tháp hư không, mỗi một tầng đều là một vật chí bảo đơn độc. Lại thêm bốn người bọn họ đều cố ý che giấu thực lực, mà cảnh giới của mỗi người đều là cảnh giới kết đan hết rồi, bởi vậy Tô Thương không phát hiện ra được thì cũng bình thường thôi. Lục Quân Đình, ông ở núi Côn Luân đủ lâu rồi đấy, hôm nay là ngày chết của ông. Tây Môn Phong Vân sau khi bộc phát ra thực lực, mặt trầm như nước, trong ánh mắt lộ ra tia sát ý vô cùng mãnh liệt, trực tiếp lấy ra tầng thứ 9 của tháp hư không, nhằm thẳng Lục Quân Đình mà giết. Ông vậy mà lại mạnh như vậy. Hừ, mấy tên trái đất đều toàn là một phương tâm địa gian xảo. Sau khi cảm nhận được sự cường mạnh của Tây Môn Phong Vân, Lục Quân Đình hoàn toàn hoảng rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, trong lòng liền nảy ra ý định trốn chạy, thế là ông ta xoay người tính chạy đi. Đứng lại đó. Nhưng Tây Môn Phong Vân làm sao có thể để ông ta rời đi được, lòng bàn tay ông ta được bao phủ bởi những tia sáng vàng. Một chiêu đại từ đại bi trưởng từ Tây Môn Phong Vân vỗ xuống. Ngay sau đó, Tây Môn Phong Vân cầm trong tay tầng thứ 9 của tháp hư không, uy thế ngập trời, gia nhập cuộc chiến. Tô Thành Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, Tô Phù Dung, bốn người cùng ra tay, tăng nhanh thế tấn công. Đáng chết! Lục Quân Đình không nhịn được mở miệng chửi mắng, ông ta căn bản không thể chống đỡ lại được. Vừa đánh vừa tiến gần đến cột ánh sáng do đại trận thiên nhiên hình thành. Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn nghiên cứu đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất, mặc dù chưa nghiên cứu ra được nguyên do, nhưng trong lúc nhàn rỗi, ông ta cũng đã bày ra mấy trận pháp ở xung quanh cột ánh sáng này. Có trận pháp phòng ngự, cũng có trận pháp tấn công. Cho nên, Lục Quân Đình mới khẩn cấp muốn qua bên đó, một khi tới gần cột ánh sáng, thì ông ta có thể khởi động được trận pháp. Đến lúc đó, Lục Quân Đình tự tin hoàn toàn có thể trấn áp được 5 người Tây Môn Phong Vân. Ha ha, Lục Quân Đình, ông muốn đi khởi động trận pháp, dựa vào trận pháp mà gợi ít chết bọn tôi đúng không? Tây Môn Phong Vân mặt âm trầm, nhếch miệng lên cười nhạo nói, ông cảm thấy có thể được sao? Tôi tốn nhiều công sức như vậy mới dụ ông ra được, sao lại có thể để ông tiến gần đến cột ánh sáng được chứ? Tây Môn Phong Vân liên tục cười nhạo. Rồi cầm tầng thứ 9 của tháp hư không gia tăng thể tấn công của mình, ép Lục Quân Đình liên tục bại lui. Đến đây, Lục Quân Đình đã hiểu ra, chính mình sẽ không dùng được đến những trận pháp kia rồi, thế là ông ta dùng mảnh vỡ của chí bảo trong tay, cùng với bọn Tây Môn Phong Vân tử chiến đến cùng. Trong chốc lát, những dư âm của cuộc chiến giữa không trung tàn phá mọi thứ khắp nơi, sáu người càng đánh càng kịch liệt. Tô Thương, Ali, Đoàn Khánh Sinh, Tây Môn Long Ngâm, thì ở dưới quan sát. Trong đó, hai mắt của Ali thì tràn đầy phức tạp. Sự cường đại của đám người Tây Môn Phong Vân, càng cãi thích lòng hiếu thắng của Ali, cô ấy hạ quyết tâm, nhất định phải mạnh hơn mới được. Đoàn Khánh Sinh thì không có gì đáng nói, anh ta đã trải qua tẩy rửa của Kim Quang, dựa vào thiên phú của anh ta bây giờ. Chỉ cần cho anh ta thời gian thì anh ta sẽ nhanh chóng có thể đạt được cảnh giới võ tôn đỉnh phong, thậm chí còn cơ hội đột phá võ tôn, đạt tới cảnh giới võ thánh. Không chỉ có anh ta, mà 10 người được Tô Thương ban tặng, sau khi trải qua tẩy rửa của Kim Quang, thiên phú đã được nâng cao lên vô số lần so với lúc trước, trong thời gian ngắn đều sẽ có cơ hội thành võ thánh. Lão Tổ, ông ta, vậy mà là kết đan đỉnh phong. Về phần Tây Môn Long Ngâm, càng nhìn thấy sự cường đại của Tây Môn Phong Vân, thì trong lòng anh ta càng hối hận. Sớm biết như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn phản bội lại lão tổ, đáng tiếc, có hối hận cũng đã muộn rồi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tây Môn Long Ngâm dự định sẽ nịnh nọt Tô Thương, hy vọng có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Tô Thành Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, ba người có mảnh vỡ của tháp hư không, thực lực so với cao thủ kết đan hậu kỳ bình thường mạnh hơn quá nhiều rồi.
Tô Thương âm thầm phân tích nói, lại thêm gì phù ở cảnh giới võ tôn hậu kỳ nữa, cho dù Tây Môn Phong Vân không có ra tay thì Lục Quân Đình cũng chỉ có thể ôm hận mà về thôi. Nhưng mà bây giờ, có thêm sự trợ giúp của Tây Môn Phong Vân, trong vòng 200 hiệp, Lục Quân Đình chết là cái chắc. Dựa vào mắt nhìn của Tô Thương thì đã có thể thấy được kết quả của cuộc chiến này rồi. Sự việc quả thực tiến triển theo như những gì Tô Thương nói, trong vòng 100 chiêu, Lục Quân Đình đã bị Tô Thanh Y đánh ngã xuống đất. Đồ chó, ngoại vực rộng lớn như vậy, còn không đủ chỗ cho mày sao, sao cứ phải chạy đến trái đất hả, đi chết đi. Tô Chiến Long không hề khách khí, thừa thắng xông lên, nắm đấm to lớn được bao bọc bởi linh khí, uy nghiêm chút xuống. Ầm, cùng với một tràng âm thanh vang lên, thì bụng của Lục Quân Đình liền bị một cú đấm xuyên thủng bụng tạo thành một lỗ thủng lớn. Máu đỏ tươi trong chớp mắt tuôn trào ra, đỏ thẫm mà yêu kiều, nhuộm đỏ cả một vạt đất. Lục Quân Đình lập tức tái nhợt mặt mày, vội vàng vận chuyển linh khí, phong bế miệng vết thương của mình lại. Năm đó nếu như không phải đám ngoại vực tụi mày giật dây thì sao lại có cuộc đại biến ở núi Côn Luân, nợ máu phải dùng máu để trả lại. Tô Bất Phàm mặt trầm như nước, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tiến lên, rồi bất ngờ kéo đứt cánh tay của Lục Quân Đình. A! À, Lục Quân Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Bất Phàm, nhưng ông ta không dám đánh tiếp nữa, mà cố hết sức lao về phía cột ánh sáng đằng xa kia. Trốn đi đâu? Tô Bất Phàm vứt cánh tay của Lục Quân Đình đi, hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo phía sau. Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Phù Dung cũng lao theo, từ bốn phương tám hướng vây quanh Lục Quân Đình. Về phần Tây Môn Phong Vân, ông ta đã đợi rất lâu rồi, giờ khắc này ông ta mới lấy ra tầng thứ 9 của tháp hư không. Vù! Sau một giây, mảnh vỡ tầng thứ 9 của tháp hư không, xuyên qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua lồ âm ngực của Lục Quân Đình. Cùng lúc đó, sau khi xuyên thủng ngực của Lục Quân Đình, tầng thứ 9 dưới sự khống chế của Tây Môn Phong Vân lại bay ngược trở lại. Vù, vù, vù. Cứ như thế, tầng thứ 9 của tháp hư không đã xuyên qua xuyên lại trên cơ thể của Lục Quân Đình đến mấy lần, chỉ vẻn vẹn 2, 3 giây đồng hồ thôi thì cơ thể của Lục Quân Đình đã thủng cả trăm ngàn lỗ rồi. Tôi không phục. Lần này bốn người chúng ta đến trái đất, mỗi người đều có bản lĩnh của riêng mình, tôi mạnh nhất chính là trận pháp. Bản tôn chính là đại sư trận pháp tiếng tăm lừng lẫy ở ngoại vực. Viêm Long Tiên Đế sai tôi đến đây, là để nghiên cứu đại trận thiên nhiên của trái đất là đến từ đâu, muốn tôi phá giải nó, như thế thì các cao thủ của ngoại vực không cần kiêng dè gì nữa mà có thể tiến vào trái đất được rồi. Lục Quân Đình cảm nhận được mình sắp chết tới nơi rồi, mặt tràn đầy hối hận nói, bản tôn ở trên trình độ trận pháp, không ai có thể sánh được, Viêm Long Tiên Đế cũng phải nể mặt tôi mấy phần, nhưng bây giờ vậy mà lại chết trong tay bầy kiến hôi mấy người. Tôi hận quá. Nếu như ở trong trận pháp của tôi, nếu như không phải bị thiên đạo pháp tắc áp chế, thì mấy người tính là cái gì chứ, bản tôn. Ặc, Lục Quân Đình còn muốn nói gì nữa, nhưng đáng tiếc, chưa kịp nói xong, thì cơ thể của ông ta đã vỡ vụn như thủy tinh, nứt ra và nổ tung thành một đám sương mù máu bắn tung tóe đầy trời. Chết chưa hết tội. Tô Phù Dung nhìn thấy vậy, giọng điệu lạnh lùng nói. Tây Môn Phong Vân, Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, bốn người cũng thu hồi lại các mảnh vỡ của tháp hư không, thoát khỏi trạng thái chiến đấu, chậm rãi bước về phía Tô Thương. Nhưng mà lúc này, sau lưng bọn họ, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng dần dần hình thành, dựa vào tốc độ sét đánh bay thẳng lên không trung. Ha ha! Trạng thái tàn hồn, mà còn muốn chạy sao? Tô Thương thần thức kinh người, đương nhiên đã nhận ra, anh nhếch miệng lên cười nhạo, sau đó anh liền giơ tay phải của mình lên. Thản nhiên nói, câu hồn. Vù. Trong chốc lát, một lực hút cây ết ủng bố đột nhiên xuất hiện, nhắm chính xác về phía luồng ánh sáng vàng trên kia mà hút. A, à, luồng ánh sáng vàng này chính là hồn phách của Lục Quân Đình, lúc này đang kêu la tha thảm thiết không ngừng, nỗ lực chống lại Tô Thương. Cảnh giới chân chính của Lục Quân Đình hoàn toàn không phải là kết đan đỉnh phong, thực lực của ông ta trước khi tới trái đất thậm chí đã vượt qua cả cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng mà, sau khi đến trái đất, chịu sự ảnh hưởng của trận pháp bảo vệ của trái đất cho nên chỉ có thể ở lại cảnh giới Nguyên Anh. Về sau, ông ta lại bị đại nhân vật phi thường kia chém cho một đao, trực tiếp biến thành kết đan đỉnh phong.
Bởi vậy, sức mạnh linh hồn của Lục Quân Đình vượt xa các cao thủ kết đan đỉnh phong bình thường khác. Sau khi ông ta nhận ra bản thân mình không phải là đối thủ của đám người Tây Môn Phong Vân thì liền nghĩ ra cách để trốn chạy. Đó chính là từ bỏ cái cơ thể này, dựa vào sức mạnh linh hồn mà trốn đi, ngày sau lại nghĩ cách mượn cơ thể để mà trọng sinh. Nhưng mà Lục Quân Đình tuyệt đối không ngờ tới chính là Tô Thương sớm đã nhìn ra suy nghĩ của ông ta rồi, cho nên anh vẫn luôn đứng ở một bên để chờ đợi. Hậu nhân nhà họ Tô. Lúc này, Lục Quân Đình nhìn thấy linh hồn của mình không tự chủ được mà tiến về phía Tô Thương, lập tức bị dọa cho sợ hãi, ông ta dựa vào trạng thái của linh hồn mở miệng nói cậu, cậu muốn làm gì tôi? Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ để câu hồn phách của ông mà thôi. Tô Thương vừa tăng cường cường độ câu hồn, vừa cười đùa nói, ông yên tâm, tôi sẽ giữ lại hồn phách của ông, vì còn có lúc cần dùng đến nó, cho nên tạm thời tôi sẽ không khiến cho ông hồn phi phách tán đâu, do đó ông tốt nhất nên ngoan ngoãn mà lại đây đi. Hừ, bản tôn ở ngoại vực, sớm đã vượt lên cảnh giới Nguyên Anh rồi, lại là đại sư trận pháp, sức mạnh linh hồn vượt qua người thường, cậu muốn câu hồn phách của tôi, đúng là suy nghĩ viển vông mà. Lục Quân Đình đang nói thì phát hiện ra mình đang tiến nhanh về phía Tô Thương, rất nhanh thôi sẽ nằm trong tay của Tô Thương rồi. Bởi vậy, Lục Quân Đình cũng không nhiều lời nữa, mà vội vàng vận chuyển công pháp chống lại sự khống chế của Tô Thương. Ha ha, rất nhanh thôi ông sẽ không còn phách lối được nữa đâu. Tô Thương nhếch miệng lên, nhìn chằm chằm vào hồn phách của Lục Quân Đình, ánh mắt run lên nói, tới đây cho tôi. Vù, vừa dứt lời. Tô Thương bỗng nhiên gia tăng cường độ, lực hút tăng lên gấp mấy lần. A, hồn phách của Lục Quân Đình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi, thế là bị Tô Thương hút gọn vào trong lòng bàn tay. Trong quá trình diễn ra, linh hồn của Lục Quân Đình đã bị trọng thương, thế là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vào tháp hư không tĩnh dưỡng trước đi. Tô Thương thấy vậy, nảy ý nghĩ một cái, đem hồn phách của Lục Quân Đình thu vào tầng thứ nhất của tháp hư không. Vốn dĩ, Tô Thương có thể khiến cho Lục Quân Đình hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng anh không làm như vậy, mà quyết định lưu giữ lại hồn phách của Lục Quân Đình, dự định hỏi ông ta một số tin tức hữu ích. Nếu như Lục Quân Đình không nói thì Tô Thương cũng không ngại vận dụng một thủ đoạn vô nhân đạo, lục soát linh hồn. Một khi thi triển lục soát linh hồn thì Tô Thương có thể thấy được tất cả các ký ức của Lục Quân Đình, nhờ đó mà biết được mục đích của các tiên đế ngoại vực. Lúc trước, Tô Thương chưa bao giờ sử dụng đến thủ đoạn lục soát linh hồn không phải vì anh không muốn dùng, mà chính là vì thực lực của anh không đủ. Lục soát linh hồn không phải là một thủ đoạn nhỏ, không có một lượng linh khí nhất định chống đỡ thì căn bản không có cách gì thực hiện được. Nhưng mà, cũng may Tô Thương đã trúc cơ thành công rồi. Mặc dù như thế thì Tô Thương cũng không thể lục soát quá nhiều cảnh giới của đối phương. Kết đan, đã là cực hạn của Tô Thương bây giờ rồi. Nhưng sức mạnh linh hồn của Lục Quân Đình đã vượt xa kết đan, thậm chí còn vượt qua cả Nguyên Anh, cho nên Tô Thương không có sức mạnh đó. Nhưng mà, Tô Thương lại có tháp hư không? Bên trong tháp hư không, Tô Thương là bất khả chiến bại, trừ khi đạt tới mức có thể xé nát không gian bằng tay không, nếu không thì ngay cả linh hồn Nguyên Anh cũng không thể phá vỡ tháp hư không được, lại càng không thể làm gì được Tô Thương. Tiểu thiếu gia, là do tôi sơ suất. Không chú ý đến hồn phách của Lục Quân Đình. Lúc này, năm người Tây Môn Phong Vân chạy tới, trong đó Tây Môn Phong Vân nhìn Tô Thương, cung kính nói, cũng may còn có cậu, nếu không lại để ông ta chạy thoát rồi. Không cần tự trách mình, mọi người đã làm rất tốt rồi. Tô Thương nở nụ cười nói. Vâng, Tây Môn Phong Vân đáp lại, sau đó bỗng nhiên ông ta nhớ ra một chuyện, bèn nói, lúc nãy Lục Quân Đình có nhắc đến Viêm Long Tiên Đế. Hai. Chắc hẳn Viêm Long Tiên Đế này chính là một trong ba tiên đế của ngoại vực nhỉ. Một tên Lục Quân Đình nhỏ nhoi mà đã khó giải quyết như vậy rồi, không biết ngoại vực còn có bao nhiêu cao thủ nữa, cảnh giới tiên đế trong truyền thuyết lại mạnh như nào chứ, hai. Nói đến lời cuối cùng, Tây Môn Phong Vân thở dài một hơi, đứng ở một bên, không nói lời nào nữa. Nhưng mà, Tô Thương sắc mặt ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia sát ý mãnh liệt. Viêm Long Tiên Đế. Ở kiếp trước, anh tiến vào địa ngục cửu U, cũng không phải là cam tâm tình nguyện mà chính là bị mấy tên tiên đế kia ép. Trong chuyện đó cũng có phần của Viêm Long Tiên Đế.
Viên Long Tiên Đế đến từ yêu tộc, cũng không phải là loài người, nhưng anh ta lại có tình cảm với Thanh Hoàng Nữ Đế. Mà Tô Thương, lại có quan hệ không rõ ràng với Thanh Hoàng Nữ Đế, khiến cho Viêm Long Tiên Đế tức giận. Viêm Long Tiên Đế thành đế khá sớm, sau khi cơ thể hóa thành rồng, thì lực chiến đấu càng khiến người ta kinh sợ. Năm đó, ông ta cùng mấy người tiên đế loài người cùng thực hiện một cuộc truy sát Tô Thương. Tô Thương hoảng hốt chạy bừa, mới chạy đến địa ngục cửu U, sau đó anh liền chìm vào giấc ngủ hết mấy vạn năm. Trong lúc đó, linh lực của Tô Thương bị địa ngục cửu U từng giờ từng phút nuốt chửng, suy nhược vô cùng. Cứ như vậy bị mài mòn cho đến chết chi bằng cho nó nổ tung một trận, cuối cùng Tô Thương lựa chọn tự nổ tung cơ thể của mình, san bằng địa ngục cửu U. Ai mà ngờ linh hồn anh lại mượn cơ thể để trọng sinh, hơn nữa bản thân còn đạt được cửu U trấn ngục quyết mà biết bao người tu chân tha thiết có được. Có lẽ, đây chính là ở trong họa có phúc. Nhưng, Tô Thương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng tên Viêm Long Tiên Đế cùng với đám vây cánh của anh ta, một tên cũng sẽ không tha. Ha ha, Viêm Long Tiên Đế, không ngờ anh chính là một trong ba đại tiên đế mưu đồ chiếm trái đất. Tô Thương khẽ híp hai mắt lại, trong đôi mắt lóe lên tia sát ý, rất tốt, Viêm Long Tiên Đế, ở kiếp này, tôi sẽ lột da anh ra thành từng mảnh, khiến anh phải phủ phục dưới chân của tôi, ngọ nguậy như một con dẹp. Lần đầu tiên đám người Ali, Đoàn Khánh Sinh, Tây Môn Long Ngâm, Tây Môn Phong Vân nhìn thấy Tô Thương tức giận như thế. Mặc dù không biết tại sao, nhưng cũng không ai dám mở miệng hỏi. Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, bây giờ có thể dọn dẹp rác rưởi được rồi, tất cả những người ở núi Côn Luân có liên quan đến ngoại vực sẽ bị xóa sổ. Từ nay trở đi, núi Côn Luân trở về lại sự quản lý của nhà họ Tô, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến đến gần nửa bước, nếu không, giết chết không tha. Tô Thương lấy lại tinh thần, thản nhiên phân phó nói, Tây Môn Phong Vân, dẫn tôi lên núi Côn Luân. Tôi muốn nhìn một chút tinh không cổ lộ. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, trên khoảng không mênh mông nhìn lên, có hàng tỷ vì sao sáng chói lại. Huyền Thiên Tiên Đế cậu, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Lúc này, một người đàn ông đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, đột nhiên mở mắt ra, nhếch miệng cười nhạo, hai luồng cực quang trong tích tắc xuyên qua bầu trời rộng lớn. Một bên khác, ở núi Côn Luân, ba người Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, đã nhận lệnh xuống núi Côn Luân tiến hành một cuộc tàn sát lớn. 100 năm nay, người ngoài cứ tưởng rằng, Tây Môn Phong Vân cai trị núi Côn Luân. Nhưng trên thực tế, Tây Môn Phong Vân cũng không có tiếng nói ở núi Côn Luân, người thực sự cai trị núi Côn Luân, chính là tam đại cổ tộc Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu. Đến tận bây giờ, Tây Môn Phong Vân cẩn thận từng ly từng tí một, mỗi một bước đi như dẫm lên lớp băng mỏng. Bởi vì ông ta không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào hết, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn lén lút bồi dưỡng sức mạnh của riêng mình ở núi Côn Luân. Do đó, toàn bộ núi Côn Luân, ngoại trừ ba vị sư huynh đồng môn Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm này ra, thì cũng không có người của Tây Môn Phong Vân nữa. Đến cả con ruột, cháu ruột của ông ta, cũng chưa bao giờ được nhắc đến một câu nào. Không còn cách nào khác. Người phụ nữ mà Tây Môn Phong Vân yêu nhất chính là Thích Phu Nhân, đáng tiếc đã bị cổ tộc hại chết, hơn nữa Thích Phu Nhân cũng không để lại cho ông ta một đứa con nào. Người duy nhất sinh con cho Tây Môn Phong Vân, chính là người đàn bà do cổ tộc tiến cử. Người phụ nữ kia, trong người có một nửa dòng máu ngoại vực, chi nên Tây Môn Phong Vân vẫn không thể tin được bà ta, ngay cả hai đứa con mà bà ta sinh ra, thì Tây Môn Phong Vân cũng không tin. Cho nên, đối với Tây Môn Phong Vân mà nói, thì Tây Môn Hổ Tiếu và Tây Môn Long Ngâm cũng không phải máu mủ của mình. Cho dù trong người hai người họ có mang dòng máu của ông ta, thì cũng không đáng tin. Trong đó, tên Tây Môn Hổ Tiếu này, việc thiện thì không làm, mà cứ chỉ thích làm mấy chuyện ác. Cậu ta thường xuyên bắt nạt con gái, sau đó còn khiến cho hài cốt của đối phương mất tích luôn. Tây Môn Phong Vân đã muốn phế bỏ Tây Môn Hổ Tiếu từ lâu rồi. Nhưng trong cổ tộc vẫn có người bảo vệ cậu ta, nên ông ta mới không ra tay. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Tô Thương giết Tây Môn Hổ Tiếu ở trước mặt mọi người, mà Tây Môn Phong Vân chỉ tỏ ra vẻ tức giận, chứ không ra tay. Còn về Tây Môn Long Ngâm, đến bây giờ, Tây Môn Phong Vân cũng không thực sự coi trọng người đời sau này.
Tây Môn Long Ngâm cố ý giả bộ như thích Lan Diệu Y, giả bộ điên cuồng vì cô ta, nhưng mục đích chính là để tạo ra điểm yếu, khiến cho các thiên tài của các tông phái lớn không nhắm vào anh ta. Điều này, Tây Môn Phong Vân cũng biết, nên ông ta cũng giúp cho Tây Môn Long Ngâm một vài lần. Nhưng Tây Môn Phong Vân lại không ngờ rằng đứa cháu đời sau mà ông ta cảm thấy được nhất, lại là một tên tiểu nhân phản bội lại tổ tông của mình. Nói tóm lại, trên núi Côn Luân, dường như không có thế lực của Tây Môn Phong Vân, tất cả mọi thế lực đều bị tam đại cổ tộc thâu tóm. Nhưng trong đó, có một số người làm phụ trách quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, không phải người cổ tộc, mà chính là người dân ở gần đó. Vì vậy, ba người bọn Tô Thanh Y ra tay, cũng giết được hơn một nửa người ở núi Côn Luân, họ chỉ để lại vài người bình thường, để bảo đảm núi Côn Luân vẫn hoạt động được. Còn Tây Môn Long Ngâm, thì bị Tô Thương phong ấn thực lực, rồi cho Đoàn Khánh Sinh giam lại. Tây Môn Long Ngâm đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn, so với kết đan, nếu thực sự đánh nhau, thì Tô Thương sẽ không phải là đối thủ của anh ta, chứ đừng nhắc đến suy nghĩ phong ấn thực lực. Nhưng đừng quên, Tô Thương là cậu chủ của Tây Môn Long Ngâm, và hai người đã ký kết khế ước linh hồn. Đừng nói Tây Môn Long Ngâm là võ tôn, cho dù anh ta có biến thành võ thánh, võ thần, thì vẫn bị Tô Thương khống chế như trước thôi, chỉ cần Tô Thương muốn là có thể khiến cho anh ta ngã rạp xuống mặt đất, đương nhiên là có thể phong ấn được sức lực của anh ta rồi. Ban đầu, Tô Thương định lợi dụng Tây Môn Long Ngâm, đi sát hại các tông phái lớn năm đó đã vây hãm núi Côn Luân, ít nhất có thể giết được hết những người đã ra tay lúc đó. Đợi đến khi Tây Môn Long Ngâm hết giá trị lợi dụng, sẽ giết anh ta, để chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ, biết được Tây Môn Phong Vân chịu nhục cho nhà họ Tô, gánh vác trên mình tiếng xấu hàng trăm năm nay, nên Tô Thương từ bỏ ý nghĩ này. Tây Môn Phong Vân là công thần, và cũng là trung thần của nhà họ Tô, mà Tây Môn Long Ngâm lại là người đời sau duy nhất của ông ta. Tô Thương suy đi nghĩ lại, rồi đưa ra quyết định một lần nữa đó là không xử lý Tây Môn Long Ngâm, tránh cho lão công thần tuyệt hậu. Bây giờ, ba người Tô Thương, A Ly, Tô Phù Dung, dưới sự dẫn đầu của Tây Môn Phong Vân, cùng nhau đi đến cửa vào của Tinh Không Cổ Lộ. Đây chính là Tinh Không Cổ Lộ à? Tô Thương đứng dưới trụ ánh sáng, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trụ sáng này che kín hết những ngôi sao, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nào thấy rõ được. Trụ sáng này xuyên qua biển trời, thông thẳng đến cửu thiên luôn. Mà phía dưới cùng, lại có một cái cửa vào, cao 3 mét, chiều rộng không đến 2 mét. Mỗi một lần chỉ có một người đi qua. Sau khi vào cửa, đó chính là Tinh Không Cổ Lộ, ngẩng đầu nhìn lên, bên trong là những ngôi sao sáng chói, giống như một vũ trụ nhỏ vậy. Tiểu thiếu gia, Tây Môn Phong Vân giới thiệu nói, không sai, đây chính là Tinh Không Cổ Lộ, một khi bước vào rồi, là có thể đến ngoại vực. Nghe nói ngoại vực càng rộng lớn hơn trái đất, nơi đó không có những thứ không rõ ràng, tất cả người tu chân sau khi kết đan sẽ không phải chịu bất cứ sự tra tấn nào, đúng là thiên đường của người tu chân. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, bên ngoài có đồn rằng, bọn họ nói người tu chân từ cảnh giới kết đan đến ngoại vực, sẽ nhận được sự tôn trọng rất lớn, được các tông phái gia tộc bên đó, coi như là khách quý, do đó cũng thu được kha khá nguồn tài nguyên dùng mãi cũng không hết, đột phá thì đơn giản như uống nước vậy. Còn nữa, trái đất của chúng ta linh khí thì cạn kiệt, và chỉ có một ít linh thạch hạ phẩm. Nhưng ngoại vực, thì có linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, thậm chí là linh thạch cực phẩm, có thể hỗ trợ tu luyện. Tây Môn Phong Vân tiếp tục nói, ngoài những lời đồn này ra, người tu chân ở trái đất còn nghi ngờ, nhưng vẫn có người không chịu được những lời mê hoặc kia, mà đã bước vào Tinh Không Cổ Lộ, để đến ngoại vực. Người tu chân ở trái đất, được tôn sùng là khách quý sao? Tô Thương nghe vậy, bỗng lạnh lùng cười nói, đúng là trò cười. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc vĩnh viễn của giới tu chân. Linh khí ở ngoại vực rất dồi dào, rất thích hợp để tu chân, vị khách nào có tố chất, đại đa số đều là được sự dạy dỗ rất tốt từ nhỏ, nên cảnh giới cũng thăng cấp thấy rõ. Theo tôi được biết thì, người tu chân thực sự rất thích hợp với ngoại vực, có người tu chân không đến 100 tuổi, đã có thể đánh vỡ được kim đan ngưng kết nguyên anh, trong vòng 1000 tuổi, sẽ có người luyện khí ngưng thần rồi đặt chân đến cảnh giới hóa thần. Tô Thương nói tiếp, người tu chân của trái đất, xuyên qua Tinh Không Cổ Lộ để đến ngoại vực, cũng chỉ là vì cảnh giới kết đan, còn không có nơi nương tựa,
trong mắt bọn họ đó chính là một con cá được đặt trên mặt thớt, chờ bọn người kia thịt bỏ, lại còn nói là khách quý, nói đùa cái gì thế vậy? Tây Môn Phong Vân, tinh không cổ lộ đã tồn tại được nhiều năm, trôi qua bao nhiêu năm như thế, thì có bao nhiêu người đến ngoại vực vậy? Bỗng nhiên, Tô Thương tò mò hỏi. Tôi không rõ nữa. Tây Môn Phong Vân lắc đầu nói, trước khi tôi tiếp quản núi Côn Luân, tôi cũng không rõ là có bao nhiêu người bước vào tinh không cổ lộ nữa. Nhưng sau khi tôi tiếp quản, mỗi một người đến đây để muốn đi đến tinh không cổ lộ, tôi đều ghi chép lại hết, 87. Không, tổng cộng có 88 tên. Tây Môn Phong Vân giống như nghĩ đến một chuyện đau lòng nào đó, thở dài một hơi, buồn bã ủ rũ nói, 87 người được ghi lại này, thì có một người là do tôi đưa vào, mà chưa từng ghi lại. Hả? Tô Thương nghe thấy vậy, để lộ ra vẻ tò mò, bèn hỏi dò hỏi, nhìn ông rất có vẻ rất buồn, có chuyện gì xảy ra vậy, người kia là ai thế, có tiện nói ra không, nếu không tiện nói thì thôi vậy. Ha ha, chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, điều này có gì mà không thể nói chứ. Tây Môn Phong Vân hít sâu một hơi, nở một nụ cười, rồi nói ra, người kia, chính là Thích Phu Nhân. Năm đó khi tôi ra ngoài, tam đại cổ tộc đã phái người đến Côn Luân, bí mật ra tay đánh trọng thương Thích Phu Nhân. Nhắc đến chuyện này, trong mắt Tây Môn Phong Vân hiện ra ngọn lửa giận dữ ngút trời, nghiến răng nói, vốn dĩ, bọn chúng có thể dễ tê chết Thích Phu Nhân, nhưng bọn chúng lại không làm thế, chúng cố ý giữ lại cho bà ấy chút hơi thở cuối cùng, rồi đợi tôi trở về, để tôi tận mắt chứng kiến khí tức của Thích Phu Nhân dần biến mất. Mục đích của bọn chúng không phải là giết Thích Phu Nhân, mà chính là muốn khiêu khích tôi. Trong mắt Tây Môn Phong Vân rưng rưng nước mắt, nói tiếp, mà khi tôi trở về, Thích Phu Nhân đã hấp hối, hết cách cứu chữa rồi. Bà ấy biết mục đích của những người kia, nhưng lại không thể làm trái lại ý muốn của bọn người kia được, vì Thích Phu Nhân muốn gặp tôi một lần cuối. Nhớ lại chuyện cũ, Tây Môn Phong Vân vô cùng đau lòng, ủ rũ nói, đúng như những gì bọn chúng nghĩ. Cho dù tôi có dùng hết mọi thủ đoạn, mọi dược liệu quý mà sư tôn thu thập được đi chăng nữa, thì cũng không thể cứu sống được Thích Phu Nhân. Tây Môn Phong Vân thở dài một hơi nói, đến cuối cùng, Thích Phu Nhân không muốn để cho tôi nhìn tận mắt thấy bà ấy chết, nên đã muốn tôi đưa bà ấy vào tinh không cổ lộ. Cuối cùng, bà ấy đã bước vào tinh không cổ lộ, hoàn toàn tách biệt với tôi. Tây Môn Phong Vân hít sâu một hơi, gắng hết sức kiềm chế nước mắt của mình. Bình tĩnh lại rồi nói, hơn 10 năm đã trôi qua, chắc hẳn dung nhan đã từng nghiêng nước nghiêng thành kia, nay đã biến thành hồng phấn khô lâu rồi, có lẽ, đây chính là nơi trở về của bà ấy. Ý chỉ những người con gái có một vẻ ngoài tuyệt đẹp, nhưng sau khi chết đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại hũ xương cốt, rồi hóa thành cát bụi mà thôi. Xin lỗi, đã khiến ông nhớ lại những chuyện đau lòng rồi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tô Thương liền an ủi. Tiểu thiếu gia khách sáo quá, tôi đã buông bỏ được từ lâu rồi. Tây Môn Phong Vân dừng lại một lát, sau đó nhìn về phía tinh không cổ lộ, ánh mắt thâm tình nói, đợi sau khi xử lý xong chuyện bên này, tôi sẽ đến tinh không cổ lộ, tìm Thích Phu Nhân về. Dù là chỉ là một bộ xương khô, thì tôi cũng phải đưa bà ấy về, lá rụng về cội mà. Có thể nhìn ra được, tình cảm của Tây Môn Phong Vân đối Thích Phu Nhân vô cùng sâu sắc. Dù đã trôi qua mấy chục năm rồi, mà vẫn nhớ mãi không quên. Chia buồn với ông. Đối với chuyện này, Tô Thương chỉ có thể an ủi một chút, sau đó nói sang chuyện khác, ông cũng đã biết con đường tinh không cổ lộ này rồi, vậy cuối cùng nó sẽ thông đến nơi nào thế? Tôi không biết. Tây Môn Phong Vân lắc đầu, rồi nói, 100 năm nay, tôi đưa hơn 80 người tu chân đi đến đấy, nhưng không có ai trở về được cả. Nhưng rất nhiều năm trước, có người tu chân ở trái đất, trở về từ ngoại vực, đúng là thực lực đã tăng lên rất nhiều. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, trong truyền thuyết, có một cái danh xưng là huyết ma của trái đất, đã bước vào tinh không cổ lộ, khi trở về, đã trở thành cao thủ đúng chuẩn tiên đế. Nhưng đây chỉ là chuyện của rất nhiều năm về trước, sau này tên huyết ma kia, cũng đã mai danh ẩn tích, chuyện này thật giả lẫn lộn không thể nào tin được. Tây Môn Phong Vân tiếp tục nói, có người nói. Cái tên huyết ma kia vốn là một chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, ngay khi lúc tiên đế sắp cai quản cánh cổng thời không, đã có ý đồ muốn đưa tên đó sang ngoại vực rồi. Nhưng huyết ma đã giấu đi thực lực, chứ thực lực của ông ta không hề yếu chút nào,
tiên đế ngoại vực đã đến trái đất, nhưng không thể phát huy hết toàn bộ thực lực, nên hơi khó để giải quyết việc, và cũng không thể tìm được ông ta. Nhưng về sau, tiên đế ngoại vực đã tìm thấy người thân của huyết ma, dưới cơn nóng giận, đã giết sạch cả nhà huyết ma. Huyết ma biết được chuyện này, dưới cơn tức giận tột độ đã chiến đấu với tiên đế ngoại vực một trận. Khi đó, ông ta còn không phải là cao thủ đúng chuẩn tiên đế, thực lực chênh lệch rất nhiều so với tiên đế ngoại vực, địa điểm hai người quyết chiến chính là chỗ này. Tây Môn Phong Vân chỉ xuống dưới chân, rồi nói, đánh đến trận cuối cùng, huyết ma thất bại thảm bại, ngay khi tiên đế ngoại vực muốn giết ông ta, thì ông ta đã bước vào tinh không cổ lộ, tiên đế ngoại vực cho rằng ông ta đã nghe theo sự sắp xếp của mình, hơn nữa tinh không cổ lộ thần bí khó đoán, nên không đuổi theo nữa. Kết quả không ai ngờ tới, một vài năm sau, huyết ma trở về, có thực lực đúng chuẩn tiên đế, không hề yếu kém hơn tiên đế ngoại vực ở trái đất. Trận chiến kia, đánh đến nỗi trời đất tối tăm mù mịt, tiếng động vang to, tên tiên đế ngoại vực kia, định ở lại canh giữ trái đất, nắm giữ cánh cổng thời không, tiếp tục tìm kiếm những người mạnh còn đang ẩn náu ở trái đất. Tây Môn Phong Vân nói, bởi vì, tiên đế ngoại vực đã đến trái đất một lần, nên đã tiêu hao một phần tài nguyên vô cùng lớn, vì thế ông ta sẽ không tùy ý rời đi. Nhưng trận chiến đấu kia, ông ta đã bị huyết ma đuổi ra khỏi trái đất, như thể chạy trốn vào đồng hoang vậy. Mà bản thân huyết ma, vì thăng hoa quá sức, nên đã chết ngay tại chỗ, thi thể được chôn tại nơi hai người quyết chiến ở núi Võ Đang. Nhưng, có người nhìn thấy, linh hồn của huyết ma không hề bị tiêu diệt, mà giống như vẫn còn tồn tại. Chuyện sau đó thì không thể để cậu biết được rồi. Tây Môn Phong Vân nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp tiểu thiếu gia, chuyện xảy ra trên núi Võ Đang, ông ngoại Thạch Hảo Hán của cậu đã cho tôi biết rồi. Cho tới bây giờ, tôi cũng không thể xác định được tin đồn này là thật hay giả nữa, có thể là thật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm qua tên huyết ma đó là người đã khống chế hết toàn bộ những cao thủ rồi rời khỏi núi Võ Đang. Tô Thương gật đầu. Đồng ý với suy đoán này. Bởi vì những điều mà Tây Môn Phong Vân mới vừa nói, có rất nhiều chỗ khớp với Tô Ma. Chỉ là không ngờ rằng, Tô Ma lại là cao thủ của trái đất trở về từ tinh không cổ lộ. Liên quan tới chuyện tinh không cổ lộ, sẽ có cơ hội có thể hỏi Tô Ma. Hạ quyết tâm xong, Tô Thương chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, Tây Môn Phong Vân, ông và ông ngoại của tôi. Ha ha, hai chúng ta xem như là bạn tốt lâu năm. Một số kế hoạch của tôi đã nói với ông ấy từ rất lâu rồi. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, cậu nhìn thấy chúng tôi luôn đối đầu gay gắt với nhau, nhưng đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Thì ra là thế. Tô Thương cười cười, gật đầu như đã hiểu, rồi nói, đi thôi, đi đến chỗ khác đi, tôi muốn xem thử đại trận tự nhiên bảo vệ trái đất. Được. Tây Môn Phong Vân gật đầu, sau đó cả một đoàn người liền rời đến chỗ gần đó. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, phía tây trái đất, giữa nơi băng tuyết ngập trời. Tô Ma ngồi khoanh chân, có một vầng sáng tỏa ra xung quanh người, toát ra vẻ uy nghi oai hùng. Chỗ ông ta ngồi, chính là trung tâm của trận pháp, nguồn sức mạnh màu bạc không ngừng tràn vào trong cơ thể ông ta. Rất nhanh, Tô Ma mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Năm đó khi vị đại nhân vật thông thiên kia thu hồi mình vào bên trong tháp hư không, rồi cho tôi một ký hiệu, dặn mình sau khi hồi sinh, phải tới nơi đây ngay, còn nói nơi này có thể khiến mình khôi phục đỉnh phong. Tô Ma tự lẩm bẩm, lúc ấy mình còn không tin, không ngờ rằng đó lại là thật, đúng là tiền bối không lừa mình mà. Có trận pháp này hỗ trợ, trong vòng nửa năm, đương nhiên mình có thể trở lại cảnh giới chuẩn tiên đế, ha ha ha. Sau khi phấn khích, Tô Ma nhìn bốn phía xung quanh trận pháp, không nhịn được cảm thán nói, linh khí ở trái đất kiệt quệ, nhưng tiền bối có thể lợi dụng địa thế sông núi, tích lũy dần dần linh khí màu bạc, để bù trừ cho năng lượng, tòa trận pháp này, quả nhiên là điêu luyện sắc xảo nha, trình độ của tiền bối trên phương diện trận pháp, e là không ai bằng. Chẳng trách năm đó ông ấy không nói vị trí này cho mình biết, nếu không có sự tích lũy của hàng trăm nay, thì trận pháp này căn bản không thể khởi động được. Nói xong, Tô Ma ngẩng đầu, nhìn về lên trên trời, lẩm bẩm nói, tiền bối, rốt cuộc ông là ai vậy, bây giờ đang ở đâu thế, không phải vì màn cá cược của năm đó, mà từ bỏ trái đất rồi chứ. Đối với đại nhân vật thông thiên năm đó,
có thể nói Tô Ma hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có Tô Ma, mà những người tu chân khác trên trái đất, đều không biết lai lịch của người đó. Ông ta dường như xuất hiện từ không khí, đại diện cho trái đất, chiến đấu chống lại ba đại tiên đế ngoại vực. Ngay cả tên, lai lịch cũng không ai biết, nhưng cảnh giới tất nhiên cũng là cảnh giới của tiên đế. Thậm chí sức chiến đấu của đại nhân vật thông thiên cũng vượt xa bất kỳ một tiên đế ngoại vực nào khác. Nếu không, ba đại tiên đế ngoại vực, tuyệt sẽ không cho đại nhân vật thông thiên mặt mũi, đánh cuộc làm cái gì, năm đó sẽ đặt chân xuống trái đất. Phải biết rằng, trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không phải không có sơ hở. Ba đại tiên đế ngoại vực tiêu hao không ít sức mạnh, hạ thấp cảnh giới đến chuẩn đế cảnh, là có thể đến trái đất. Mà chuẩn đế cảnh, toàn bộ trái đất đều không có một ai, tự nhiên không có người ngăn cản được bọn họ. Còn có một việc Tô Ma đến nay vẫn không nghĩ ra. Trận pháp thiên nhiên của trái đất ngay cả ba vị tiên đế ngoại vực liên thủ lại cũng không thể phá được, phải hạ thấp cảnh giới mới có thể đặt chân đến trái đất. Vì sao vị đại nhân vật thông thiên kia lại có thể lấy cảnh giới tiên đế chân chính xuất hiện ở trái đất? Điểm này, Tô Ma không nghĩ ra. Nhưng cũng chính vì tính chất đặc biệt của đại nhân vật thông thiên, ba vị tiên đế ngoại vực mới không tùy tiện đặt chân xuống trái đất. Bởi vì một khi bọn họ tới, chính là chuẩn đế, vị đại nhân vật thông thiên kia lại là tiên đế cảnh. Một vị tiên đế mạnh mẽ chân chính, tự nhiên có thể nhẹ nhàng bắt lấy ba vị chuẩn đế bọn họ. Bọn họ kiêng kỵ đại nhân vật thông thiên, không muốn tới cửa chịu chết, thế cho nên hơn trăm năm này, chẳng sợ đại nhân vật thông thiên mai danh ẩn tích, bọn họ cũng không dám tùy tiện đến trái đất. Đại nhân vật thông thiên để lại chuẩn bị cho ta ở phía sau. Hơn nữa đã hoàn thành thay đổi cổ võ, cùng với sắp mở linh khí sống lại, đây đều là bố trí của ông ta. Tô Ma nở một nụ cười, quay đầu nói chắc chắn, bởi vậy có thể thấy được, đại nhân vật thông thiên cũng không từ bỏ trái đất, nói vậy lúc này đang ẩn nấp ở một góc nào đó của trái đất, kinh sợ ba vị tiên đế ngoại vực. Có ông ta ở đây, ba đại tiên đế ngoại vực vĩnh viễn không dám đặt chân đến trái đất nửa bước, trừ phi trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất biến mất. Sau đó Tô Ma lẩm bẩm lầu bầu, lấy đặc thù của tiền bối, vốn là hoàn toàn đúng với ba đại tiên đế ngoại vực. Hơn 100 năm trước, theo lý thuyết không cần đánh cược với ba đại tiên đế ngoại vực, bởi vì bọn họ không dám lấy cảnh giới chuẩn đế tiến vào trái đất. Nhưng tiền bối lại đánh cuộc, nói vậy trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất sắp không thể kiên trì được lâu nữa, cho nên ông ta mới có thể mạo hiểm thử một lần. Tô Ma thở dài một hơi nói, ai, đáng tiếc. Tô Vô Kỵ cũng không tránh thoát khỏi điểm xấu, hiện giờ cửu tử vô sinh, dẫn tới tiền bối thua đánh cuộc. Quên đi, không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cần mình khôi phục thực lực của chuẩn đế, đối mặt với tiên đế ngoại vực cũng có sức lực chống lại. Tiên đế Viêm Long, năm đó ông cầm cánh cửa không gian đi vào trái đất, tàn sát toàn bộ gia đình tôi. Thù này không đội trời chung, không chết không ngừng. Nghĩ đến đây, Tô Ma nheo mắt lại. Lạnh lùng nói, chờ xem, tôi phải giết ông. Nói xong, Tô Ma khẽ nhắm mắt lại, vận hành công pháp tu luyện của mình, linh khí hùng vĩ lại tràn vào trong cơ thể. Giờ khắc này, thương thế của Tô Ma đang nhanh chóng khôi phục, gân mạch trong cơ thể giống như sông đã khô lâu đột nhiên được thoải mái. Điều quan trọng nhất là cánh tay trái bị mất của ông ta cũng đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, ngoài trái đất, trong khoảng không vô tận. Người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng lại một lần nữa mở to mắt, nghiền ngẫm cười lạnh. Ha ha, thú vị, không chỉ đột nhiên xuất hiện hơi thở của huyền thiên tiên đế, huyết ma cũng sống lại. Huyết ma à huyết ma, năm đó ông thành thành thật thật tiến vào tinh không cổ lộ không phải là được rồi sao, vì sao phải chạy trốn, là chính ông hại chết người nhà của ông. Ông cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú trên con đường tu luyện cũng không thấp hơn tôi. Sau khi tiến vào ngoại giới, ông đã thoát khỏi sự khống chế của tôi. Thậm chí hơn 2.000 năm đã đặt chân đến cảnh giới chuẩn đế, làm người khác rất bội phục đấy. Người đàn ông trung niên này là một trong ba vị tiên đế ngoại vực có mưu đồ với trái đất, tiên đế Viêm Long. Lúc này, khóe miệng tiên đế Viêm Long dương lên, cười lạnh nói, chẳng qua là, huyết ma, cảnh giới chuẩn tiên đế thì như thế nào, mặc dù tôi bị áp chế cảnh giới. Đánh một trận tử chiến với ông ở trái đất, ông cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi có thể giết ông với cái giá phải trả là bị thương nặng, đáng tiếc cuối cùng bất cẩn,
cho tàn hồn của ông chạy thoát. Tiên đế Viêm Long vẫn ngồi khoanh chân như cũ, không hề kiêng kỵ nói, nhưng không sao, ông sống lại một lần, tôi lại giết ông một lần là được. Ngay cả Huyền Thiên Tiên Đế, ha ha, năm đó ông đã thua cá cược với ba người chúng tôi. Hậu sinh của Tô Vô Kỵ, ngay cả Lôi Kiếp Nguyên Anh cũng không chống nổi, bị đánh thành cho ngay tại chỗ. Tiên đế Viêm Long nói tiếp, ông đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không thể không rời khỏi trái đất, không thể lại quản việc của trái đất. Lúc này mới trôi qua hơn 100 năm, ông đã không nhịn được muốn ra tay sao? Nhớ tới Huyền Thiên Tiên Đế, trong mắt tiên đế Viêm Long hiện lên một tia sắc bén. Đối với Huyền Thiên Tiên Đế, ông ta vẫn tương đối kiêng kỵ. Bởi vì ông ta và Huyền Thiên Tiên Đế đều là người tu chân của Huyền Thiên Tinh Vực. Đang ở Huyền Thiên Tinh Vực, lại dám lấy hai chữ Huyền Thiên làm tên cũng đủ để chứng minh Huyền Thiên Tiên Đế kiêu ngạo và mạnh mẽ. Cho tới nay, Tiên Đế Viêm Long và Huyền Thiên Tiên Đế tiếp xúc rất nhiều, cho nên biết rõ thủ đoạn của Huyền Thiên Tiên Đế. Theo ý của ông ta, trong bầu trời rộng lớn, chỉ sợ chỉ có vị Thanh Hoàng Nữ Đế trong truyền thuyết kia, mới có thể một trọi một áp chế Huyền Thiên Tiên. Xuất phát từ ghen ghét, cho nên Tiên Đế Viêm Long mới có thể gài bẫy, nói cho rất nhiều tiên đế, Huyền Thiên Tiên Đế nắm giữ trong tay manh mối có thể dẫn đến bước cuối cùng. Bởi vậy năm đó mới có việc vài tên tiên đế mạnh mẽ cùng nhau vây công Huyền Thiên Tiên Đế, đẩy Huyền Thiên Tiên Đế vào địa ngục cửu u. Chỉ là Tiên Đế Viêm Long trăm triệu lần không nghĩ tới, mệnh của Huyền Thiên Tiên Đế cứng như vậy, thế nhưng sống sót đi ra từ địa ngục cửu u. Hơn nữa còn là thời điểm quan trọng khi ông ta và hai người bạn tốt của mình chuẩn bị chiếm lấy trái đất. Điều làm cho Tiên Đế Viêm Long cảm thấy khó hiểu chính là, Huyền Thiên Tiên Đế rõ ràng bị cầm tù ở địa ngục cửu u, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trái đất, lại còn không bị đại trận bảo vệ trái đất nhằm vào. Chẳng lẽ, giữa địa ngục cửu u và tinh vực xanh thẳm này có mối liên hệ không muốn cho người biết nào đó? Cho tới nay, Tiên Đế Viêm Long đều không có được lời giải. Chỉ đơn giản là thắng cược và Huyền Thiên Tiên Đế biến mất như vậy. Huyền Thiên Tiên Đế, mặc dù ông mạnh mẽ nhưng tôi có hai vị giúp đỡ, thực lực cũng không yếu, ba người chúng ta liên thủ, ông chắc chắn sẽ thua. Tiên Đế Viêm Long chăm chú nhìn tinh cầu xanh thẳm phía dưới, lạnh lùng cười nói, nếu như mấy năm trước ông xuất hiện, chỉ cần ông ở lại trái đất, có lẽ ba người chúng ta không thể bắt ông. Nhưng, bây giờ, tôi đã tìm ra cách hóa giải đại trận bảo vệ trái đất. Chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, ba người chúng ta có thể lấy trạng thái toàn thịnh tiến vào trái đất. Huyền Thiên Tiên Đế, đến lúc đó, chính là ngày chết của ông, cũng là ngày trái đất tận thế. Sau khi lẩm bẩm một mình, Tiên Đế Viêm Long nhắm hai mắt lại, cũng không bị quấy dày bởi hơi thở của Huyền Thiên Tiên Đế và huyết ma. Cùng lúc đó, Tây Môn Phong Vân dẫn Tô Thương, Ali, đã đi tới dưới một cột sáng khác. Cột sáng này kim quang sáng lạn, nối thẳng lên trời cao, bên trên dày đặc phù văn, tản ra uy thế khủng bố, làm người không dám tới gần. Tiểu thiếu gia, đó là căn nguyên của đại trận bảo vệ, sức mạnh của đại trận bên ngoài trái đất chính là truyền đi từ nơi này. Tây Môn Phong Vân giới thiệu nói, xung quanh cột ánh sáng này, vạn pháp không xâm, không có người có thể tới gần cột sáng trong phạm vi 3 mét. Lục quân đình kia đã nghiên cứu ở đây hơn trăm năm. Cũng chỉ dám dừng lại ngoài 3 mét. Nhắc tới Lục Quân Đình, Tây Môn Phong Vân nhắc nhở nói, tiểu thiếu gia, ngài xem bên kia. Những phù văn đó, chính là Lục Quân Đình bố trí trận pháp, sát khí rất mạnh, rất khó đối phó. Tây Môn Phong Vân bổ sung nói, ngài nhất định đừng tới gần, mặc dù Lục Quân Đình bị ngài trấn áp, nhưng trận pháp ông ta để lại cũng không nên coi thường. Tây Môn Phong Vân đang nói, kết quả lại phát hiện Tô Thương đã đi tới trận pháp mà Lục Quân Đình bố trí, lập tức kinh ngạc thay đổi sắc mặt nói, tiểu thiếu gia, ngài cẩn thận, nếu như đụng phải pháp trận, ngay cả tôi. Ong! Đúng lúc này, bởi vì Tô Thương xuất hiện, trận pháp Lục Quân Đình bố trí, đã bị kích hoạt. Trong khoảnh khắc, một lực lượng khủng bố thức tỉnh, một sát trận xuất hiện bốn phía. Mà Tô Thương, đã ở bên trong sát trận, cậu chủ, tiểu thiếu gia. Ali và Tây Môn Phong Vân thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, muốn tiến lên nghĩ cách giải cứu Tô Thương. Các người đừng nhúc nhích. Tô Thương cười nhẹ nói, loại trận pháp cấp thấp này, đối với tôi cũng không có uy hiếp. Vừa dứt lời, Tô Thương chằn chọc xê dịch bên trong sát trận, mặc dù tốc độ không nhanh, lại tránh khỏi tất cả sát chiêu một cách hoàn hảo.
Ali và Tây Môn Phong Vân trong lòng run sợ, lo lắng đề phòng, âm thầm đổ mồ hôi vì Tô Thương. Đại khái nửa phút sau, Tô Thương ngừng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nghiền ngẫm. Chính là nơi này. Tô Thương vươn tay, trực tiếp bắt lấy, ngay sau đó, trong tay anh có thêm một hòn đá nhỏ màu đỏ. Cùng lúc đó, đại sát trận ngay cả kết đan đỉnh phong đều kiêng kỵ này đã ngừng vận chuyển, hiện trường khôi phục bình tĩnh. Sự lĩnh hội của Tô Thương đối với trận pháp thuộc về hàng đầu của Huyền Thiên Tiên Vực, trận pháp tầm thường tự nhiên không làm khó được anh. Lấy năng lực của Tô Thương, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được sơ hở của trận pháp, do đó có thể hóa giải nhẹ nhàng. Hòn đá màu đỏ đó chính là mấu chốt của trận pháp, một khi rời khỏi trận pháp, sát trận sẽ ngừng vận chuyển. Đá Hồng Vân, ha ha, không tồi không tồi, một viên đá Hồng Vân này bằng 100.000 viên linh thạch cấp thấp. Tô Thương nhìn viên đá Hồng Vân bằng quả vải trong tay, vô cùng hài lòng, hiện giờ tôi đặt chân lên trúc cơ, chính là cần thứ này, không ngờ có người đưa tới cửa, ha ha. Sau khi vui sướng qua đi, Tô Thương cất đá Hồng Vân trong nhẫn chữ vật, sau đó vung tay lên, sát trận dưới chân hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù bây giờ, Tô Thương đã khống chế trận pháp này, chỉ cần bỏ đá Hồng Vân này vào là anh có thể điều khiển trận pháp này. Nhưng, trận pháp rác rưởi như vậy, Tô Thương tự nhiên khinh thường nhìn đến, sát trận do anh tiện tay bố trí còn mạnh hơn cái này vô số lần, tự nhiên không cần để lại. Huống hồ, trận pháp này tiêu hao năng lượng quá lớn đối với Tô Thương, anh còn muốn lưu trữ tài nguyên tu luyện đấy. Đời trước, sở dĩ anh có thể mở một con đường máu bên trong rất nhiều người tu chân, đạt được cảnh giới tiên đế, chủ yếu là bởi vì tùy tiện. Sự phát triển ổn định không thể tạo ra sóng gió, tiếp tục tùy tiện mới có thể vô địch. Hiện tại bên ngoài nhiều cường giả như vậy, cảnh giới trúc cơ căn bản không đủ dùng, cho nên thời gian kế tiếp, Tô Thương tính toán bế quan tu luyện. Đối với người tu chân mà nói, bế quan vô cùng quan trọng, mà bế quan thì không có ngày tháng, động một chút chính là mấy chục hoặc mấy trăm năm. Từ khi trọng sinh tới nay, Tô Thương vẫn chưa bế quan một cách chân chính, một lần lâu nhất cũng chỉ tu luyện trong thời gian 7 ngày. Cho nên lúc này đây, Tô Thương tính toán bế quan ở núi Côn Luân, trực tiếp đạt đến cảnh giới kết đan. Chỉ có bế quan tu luyện như thế mới có thể đạt được kết đan đỉnh phong, như vậy anh mới có tự tin đối phó tình huống tiếp theo. Chỉ là địa điểm bế quan phải lựa chọn tốt, miễn cho bị người khác quấy rầy. Đặc biệt là ba đại cổ tộc Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu này, cùng với cường giả ngoại vực. Người của ba đại cổ tộc, không có bảo vật cấp hoàng đế, cho nên bọn họ không thể đặt chân vào cảnh giới kết đan. Nhưng bọn họ đã tìm ra một con đường khác, kia đó là giả đan. Giả đan cũng không thể khinh thường, tây giao kết đan lục chuyển là có thể ứng phó với kết đan hậu kỳ, khó có thể đảm bảo rằng bên trong cổ tộc sẽ không có thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển. Còn có cao thủ ngoại vực, năm đó đến trái đất là ba vị cao thủ ngoại vực, hịa vực, hiện giờ tất nhiên đều là kết đan đỉnh phong. Tây Môn Phong Vân có lẽ có thể ứng phó với một người, nếu là ba người cùng nhau tới, vậy thì khó giải quyết. Bởi vậy, vì để ngừa vạn nhất, Tô Thương phải tìm được một nơi tương đối an toàn để bế quan. Bảo vệ cột sáng trong vòng 3 mét, không ai có thể tới gần, ngay cả lục quân đỉnh cũng không thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Thương dừng ở phía trên cột sáng, ngay sau đó bước qua. Tiểu thiếu gia, Tây Môn Phong Vân thấy vậy, lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, lấy cột sáng làm trung tâm. Xung quanh trong vòng 3 mét có lực lượng khủng bố, bất kỳ kẻ nào đặt chân, đều sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Tôi biết rồi, tôi thử một lần thôi, không cần lo lắng, có nguy hiểm tôi sẽ lập tức bước ra. Tô Thương gật gật đầu, bước chân không ngừng, rất nhanh đã đi đến bên ngoài 3 mét, lại tiến lên phía trước một bước, tiến vào trong vòng 3 mét. Anh tạm dừng vài giây, cuối cùng một bước bước ra, nửa cái chân dảo bước tiến vào trong phạm vi 3 mét của cột sáng. Mẹ kiếp! Lúc này, Tô Thương đã ở trong khu vực an toàn tuyệt đối, tháp hư không vẫn lơ lửng trên đầu, vạn đạo hà quang vẫn luôn buông xuống, cũng không gián đoạn. Ngay sau đó, Tô Thương chậm rãi ngồi xếp bằng trước cảm giác áp chế mạnh mẽ do trận pháp bảo vệ mang lại. Ông! Tháp hư không sau đó phát ra ánh sáng chói lọi, lấy Tô Thương làm trung tâm, ngăn cách ra một khu vực có đường kính khoảng 1 mét. Bên trong khu vực cũng giống như bên ngoài.
tất cả cảm giác áp bách mà trận pháp bảo vệ phát ra bị bài trừ toàn bộ ở bên ngoài. Phù! Tô Thương thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như chốt được gánh nặng, lẩm bẩm nói, đại trận thiên nhiên này thật là mạnh mẽ, cho dù là mình ở đời trước cũng không thể bố trí được như vậy. Không chỉ có mình cho rằng tất cả các đại sư trận pháp không ai có thể thiết lập một trận pháp như vậy, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, làm người kính sợ. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nói, nhưng may mắn là, trận pháp này đối với mình không có ý nghĩa lắm, hơn nữa mình có tháp hư không mạnh mẽ bảo vệ, miễn cưỡng có thể ở lại chỗ này. Mặt khác, mình phát hiện tháp hư không hình như cũng đang hoan hô nhảy nhót, năng lực gây ết ủng bố trong trận pháp hình như đang tu bổ tháp hư không. Tô Thương ngẩng đầu, nhìn tòa tháp hư không kim quang sáng lạn trên đầu, khẽ cười, từ khi mình lấy được tháp hư không, đã nhận thấy nó tổn hại rất nhiều, không chỉ mất đi 6 tầng, ngay cả 3 tầng còn lại cũng tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hiện tại không sao rồi, có đại trận bảo vệ tu bổ, nói vậy ngày mình xuất quan, 3 tầng của tháp hư không sẽ trở lại trạng thái đỉnh phong, nhưng chỉ có 3 tầng. Trong khoảnh khắc, một lực lượng hùng vĩ rót vào chân Tô Thương, vẻ mặt của anh biến đổi vô cùng đau đớn, muốn rút ra, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Ong! Cùng lúc đó, tháp hư không tự động bảo vệ chủ, chui ra từ trong cơ thể của Tô Thương, lơ lửng trên đầu Tô Thương. Trong khoảnh khắc, vạn đạo hào quang buông xuống, hoàn toàn bao vây Tô Thương, toàn bộ sức mạnh toát ra từ đại trận bảo vệ hoàn toàn bị loại trừ. Cảm giác đau trên đùi lúc này cũng hoàn toàn biến mất, hơn nữa bởi vì tháp hư không xuất hiện kịp thời, chân của Tô Thương cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Ngay sau đó, cả người Tô Thương tiến vào trong vòng 3 mét của đại trận bảo vệ. Tháp hư không, đi cùng anh, bảo vệ mọi lúc, triệt tiêu phần lớn áp bức của đại trận bảo vệ. Nhưng mặc dù có tháp hư không, Tô Thương ở trong vòng 3 mét cũng một bước khó đi. Vốn dĩ anh muốn trực tiếp đi vào trong cột sáng tìm hiểu đến cùng, nhưng hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Tuy nhiên, bấy nhiêu là đủ rồi. Tô Thương đã ở trong vòng 1 mét của cột sáng, không ai có thể quấy rầy anh khi anh tu luyện ở đây. Tô Thương dừng một chút, sau đó nghĩ tới những mảnh vỡ tháp hư không khác. Hiện giờ trong khoảnh khắc ngàn năm, anh muốn tới tầng thứ 4. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tầng thứ 5 ở dưới núi 3. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, lần lượt nằm trong tay của Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm. Còn tầng cuối cùng cũng là tầm quan trọng nhất bị Tây Môn Phong Vân khống chế. Hiện tại mấy người này đã đặt chân đến cảnh giới kết đan, hoàn toàn dựa vào mảnh vỡ của tháp hư không áp chế. Nếu không có mảnh vỡ của tháp hư không, chắc chắn họ sẽ gặp phải những rắc rối đáng ngại, sống không bằng chết. Kết quả cuối cùng hoặc là rời khỏi trái đất, hoặc là bị điểm xấu tra tấn đến chết. Trong lúc nhất thời, Tô Thương lâm vào khó xử. Tiểu thiếu gia, Tây Môn Phong Vân nhìn thấy Tô Thương đi vào trong vòng 1 mét của cột sáng, lập tức vui mừng nói, thật tốt quá, nếu cậu bế quan tu luyện ở chỗ đó, toàn bộ trái đất, sẽ không còn có người có thể quấy rầy đến cậu, nếu vậy chúng ta có thể yên tâm làm việc mấy ngày liền. Tô Thương gật đầu. Sau đó nghi hoặc nói, các người muốn đi làm cái gì, tìm 3 gã cao thủ ngoại vực còn lại báo thù sao? Không phải. Tây Môn Phong Vân lắc đầu, sau đó nói thật, tuy rằng cao thủ ngoại vực đáng giận, là bọn họ gây ra sự thay đổi cho núi Côn Luân, nhưng chúng ta cũng tự mình hiểu. 3 người kia, ít nhất cũng là kết đan đỉnh phong, tôi liên thủ với Thanh Y bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng, tự nhiên sẽ không đi làm việc ngu ngốc. Tây Môn Phong Vân cười nói. Vậy các người muốn đi làm cái gì? Tô Thương nghi hoặc nói. Đi tìm sư tôn. Vẻ mặt Tây Môn Phong Vân phức tạp nói, cho tới nay, tôi đều cho rằng sư tôn đã chết, cho nên mới lập linh vị cho ông ấy, nhưng trong lòng tôi, lại không cảm thấy sư tôn đã chết. Ông ấy tung hoành cả đời, xưng bá cả một thời đại, là tín ngưỡng trong lòng anh em chúng tôi, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tây Môn Phong Vân nói, trước đây chúng tôi băn khoăn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Hình thái của trái đất đã thay đổi đáng kể, chúng tôi cũng không cần phải che giấu không ra ngoài. Hơn nữa Lục Quân Đình đã chết, tất nhiên kinh động tứ phương, mấy người chúng tôi muốn giấu cũng không giấu được. Bởi vậy chúng tôi quyết định xuất thế, đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, bước qua Tứ Hải Bát Hoang, đi tìm tung tích của Sư Tôn. Tây Môn Phong Vân cắn răng nói, tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu thật sự không được,
mấy người chúng tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Tây Môn Phong Vân mở bàn tay ra, trong phút chốc tầng thứ 9 của tháp hư không hiện ra. Ông ta nhìn mảnh vỡ của tháp hư không trong tay, cười nhẹ nói, mấy người chúng tôi sở dĩ có thể làm lơ điểm xấu đặt chân đến cảnh giới kết đan, hoàn toàn dựa vào mảnh vỡ của tháp hư không. Nếu rời khỏi mảnh vỡ, chúng tôi chỉ có hai con đường có thể đi, một là rời khỏi trái đất, hai là chết ở trái đất. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, ngay từ lúc chúng tôi lấy được mảnh vỡ của tháp hư không đã biết, sớm hay muộn cũng có một ngày, chúng tôi sẽ từ bỏ các mảnh vỡ và biến tháp hư không thành một tháp hư không hoàn chỉnh, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý. Tiểu thiếu gia, hiện tại cậu xuất hiện, khống chế tháp hư không, lại sử dụng thuần thục như vậy, chúng tôi tự nhiên sẽ không dựa vào mảnh vỡ tháp hư không mà không buông thả. Tây Môn Phong Vân nghiêm túc nói, nhưng, tiểu thiếu gia, xin cậu lại cho chúng tôi thời gian mấy ngày, để chúng tôi phát huy hết nhiệt lượng còn sót lại cuối cùng. Sau khi chúng tôi làm xong việc của mình, bất kể chúng tôi ở đâu, những mảnh vỡ của tháp hư không sẽ tự động bay về núi Côn Luân, cậu ở chỗ này chờ là được. Tây Môn Phong Vân nói thêm. Tô Thương nhẹ gật đầu, cũng không có thúc giục Tây Môn Phong Vân, mà là hỏi, nếu không tìm được ông cố của ta, các người định làm gì? Ha ha, tiểu thiếu gia, chuyện này không thể tiết lộ với cậu. Tây Môn Phong Vân cười sang sảng nói. Có thể. Nhưng mặc kệ làm cái gì, an toàn là trên hết. Tô Thương dặn dò nói. Được. Tây Môn Phong Vân cung kính đồng ý, ngay sau đó hỏi, tiểu thiếu gia, kế tiếp cậu định bế quan ở đây sao? Tô Thương thành thật gật đầu, sau đó nói, Tây Môn Phong Vân, tôi không có nhiều tài nguyên ở đây. Côn Luân còn có vật phẩm như linh thạch không? Đương nhiên là có, tiểu thiếu gia, cậu muốn bao nhiêu? Tây Môn Phong Vân dò hỏi. Càng nhiều càng tốt, Tô Thương không chút khách khí, trong giọng nói tràn ngập đầy ẩn ý. Bởi vì anh biết, nửa năm sau chính là linh khí sống lại, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chỉ có bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn mới có cơ hội phá cục diện, cho nên anh tự nhiên không cần thiết khách khí. Được, tiểu thiếu gia, cậu ở chỗ này chờ, ta đi lấy cho cậu. Tây Môn Phong Vân cười nhẹ, xoay người rời khỏi đại trận bảo vệ. Hiện trường. Chỉ còn lại Ali ở bên ngoài. Cậu chủ. Lúc này, Ali nhìn Tô Thương, tư thế hơi ngượng ngùng, như đang do dự cái gì. Làm sao vậy Ali? Tô Thương nghi hoặc nói. Cậu chủ. Ali đón nhận ánh mắt của Tô Thương, cuối cùng làm ra quyết định, cắn răng nói, thời gian cậu ở chỗ này bế quan, tôi định rời khỏi cậu đi ra ngoài một chuyến. Cô muốn đi đâu? Tô Thương tò mò hỏi. Hải ngoại. Phía đông nhất của thế giới, nơi mặt trời mọc. Ali chỉnh trọng nói, kể từ khi tôi thành công trở về với tổ tiên của mình, trong đầu tôi đã có một số ký ức mơ hồ. Những ký ức này cho tôi biết rằng có một ngọn núi ở hải ngoại tên là Thanh Khâu, nơi đó là đất tổ của tôi. Ali nghiêm túc nói, cậu chủ, đất tổ đang triệu hoán tôi muốn đi một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ali, Tô Thương nhìn Ali. Cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định không ngăn cản, vì vậy gật đầu nói, đi thì có thể, nhưng phải chú ý an toàn. Vâng. Đôi mắt đẹp của Ali rơi vào trên người Tô Thương, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn nói, cậu chủ, vậy tôi rời đi, cậu bảo trọng. Tô Thương cười nhẹ, tôi ở trong vòng bảo vệ của cột sáng, không ai có thể làm tôi bị thương, cô mới là người nên cẩn thận. Được. Ali chỉnh trọng gật đầu. Sau đó đôi mắt đẹp ngấn lệ, lấy hết can đảm nói, cậu chủ, lần này chúng ta chia tay, không biết khi nào mới gặp lại. Cậu có thể ôm Ali không? Được chứ? Nghe thấy Ali nói như vậy, Tô Thương tự nhiên sẽ không từ chối, chậm rãi đứng lên, trên đầu khiêng tháp hư không của đại trận bảo hộ đi ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Thương đi tới bên cạnh Ali, nhìn cô gái trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, dặn dò Ali. Gặp chuyện thì đừng hấp tấp, hãy nhớ tôi ở chỗ này chờ cô. Vâng vâng. Ali vùi đầu vào trong ngực Tô Thương, lật tay ôm lấy Tô Thương, hít thở mùi thơm trên cơ thể Tô Thương. Cứ như vậy, hai người ôm mười mấy giây, Ali mới lưu luyến buông ra. Cậu chủ, tôi đi đây. Ali để lại một câu, cũng không có dừng lại nữa, miễn cho luyến tiếc rời đi. Mình theo bóng dáng dần dần biến mất của Ali. Tô Thương tuy có chút mất mát nhưng cũng không ngăn cản.
Ali có con đường mình phải đi, sự can thiệp quá nhiều của Tô Thương là vô nghĩa, nó chỉ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cô ấy. Thanh Khâu ở hải ngoại, nơi mặt trời mọc, Ali, hy vọng khi gặp lại cô lần nữa, cô đã trưởng thành. Tô Thương yên lặng chúc phúc cho Ali, rồi sau đó thao tác tháp hư không, lại lần nữa tiến vào trận pháp bảo vệ. Lúc này anh đã có chuẩn bị, dưới sự trợ giúp của tháp hư không, tiếp cận cột sáng vô tận. Nhưng ngay khi anh muốn đi vào cột sáng, lại có một sức mạnh vô hình ngăn cản, không thể đi tới phía trước. Thậm chí Tô Thương có một cảm giác, nếu mình mạnh mẽ tiến vào cột sáng, cho dù có tháp hư không bảo vệ, tính mạng của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Tô Thương từ bỏ ý định này, khoanh chân ngồi tại chỗ. Vạn đạo hà quang buông xuống, rất nhanh, lực lượng áp chế nơi Tô Thương ngồi hoàn toàn bị năng lượng do tháp hư không phát ra triệt tiêu. Luyện khí quan trọng nhất, cần đặt nền móng vững chắc, cho nên trong khoảng thời gian này, mình cố ý trấn áp cảnh giới, thong thả đột phá. Lúc này, Tô Thương tự lẩm bẩm một mình, nhưng hiện tại không có gì băn khoăn, từ cảnh giới trúc cơ đến kết đan, người bình thường có lẽ cần 10 năm, vài thập niên, thậm chí cả đời. Mà mình thì khác, chỉ cần có đủ nguyên liệu, chỉ cần 3 đến 5 tháng là có thể đặt chân đến kết đan. Tô Thương nở một nụ cười tự tin. Sau đó nói, mình rời khỏi Giang Bắc đã được một thời gian, không biết Lý Nguyệt thế nào, còn có cha già, chị gái, ông nội. Đợi mình đặt chân đến kết đan, chắc chắn sẽ đến Giang Bắc trước. Đến lúc đó, đã gần đến lúc chuẩn bị để linh khí sống lại. Tô Thương tiếp tục nói, trước khi Tô Ma đi nói cho mình, khởi động cải biến giới luyện võ thành công sẽ kinh động đến tiên đế ngoại vực, bọn họ tất nhiên sẽ ngăn cản linh khí sống lại. Cũng không biết đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu cường giả đến Giang Bắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.